Chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện trạch nhật phi thăng của tác giả Trạch Trư. Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube VOV nghe là mê. Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Chương 1693. Nàng thở dài, nói bây giờ kiếp vận ngóc đầu trở lại tiên triều loạn trong giặc ngoài, không biết phải chăng là còn có thể kiên trì. Hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ đế thần sắp vẫn lạc, liền cùng tiên triều kiếp vận có quan hệ. Hắn không có trực tiếp mở lời hỏi, dù sao mình hiện tại là hốn nguyên tiên triều người, nếu là ngay cả điểm ấy thường thức cũng không biết, khẳng định sẽ gây nên túc hồng ngọc hoài nghi. Hứa đạo hữu phụ quan tài mà đến, cũng hẳn là vì chuyện này a à. Túc hồng ngọc ánh mắt rơi sau lưng hứa ứng trên hắc quan, giống như cười mà không phải cười nói kỳ thật mục tiêu của ngươi cũng không phải là đế vị mục tiêu của ngươi là đế thần xin hỏi hứa đạo hiếu ngươi người trong quan tài là vị nào bệ hạ tha thứ ta cô lậu quả văn không biết có vị nào tiên đế họ hứa hứa ứng hay là không rõ nàng ý tứ mập mờ suy đoán nói ta trong quan tài này cũng là một vị tồn tại lợi hại chỉ là bây giờ còn không tiện nói túc hồng ngọc không có hỏi tới nói ngươi lẻ loi một mình lưng đeo đế quan đến đây ngược lại thật sự là là lớn mật. Trên đường không có gặp được phục kích A, à? hứa ứng đang muốn trả lời, đột nhiên hư không kịch liệt chấn động, trong khoảnh khắc bốn phía trăm triệu giảm thiên địa đại đạo yên tĩnh lại, bởi vì tại thời khắc này, giữa thiên địa đạo lực trong lúc bất chợt bị rút sạch. Hư không đại đạo, hứa ứng trong lòng hơi rung, nương tử, tầng tầng hư không đột nhiên nổ tung, một cánh tay ngọc nhỏ dài rơi xuống, còn chưa rơi xuống, bạch tượng liền đã mất mạng, bảo liễn chia năm xẻ bảy lộ ra một bộ do từng đạo xiềng xích khóa lại quan tài. Quan tài kia ngăn nắp, dài rộng cao đều có hai trượng, giống như là một cái do đầu gỗ chế tạo to lớn hộp, vẽ có hỗn nguyên vũ trụ sơn hà địa lý cùng cổ lão tinh đồ, bốn phía lại có khắc 10 vạn 8 ngàn chủng đại đạo lạc ấn, cực kỳ đẹp đẽ. Quan tài tứ phương đều có một cái túc gia lão giả khô tỏa, không nhúc nhích. Cái kia bạch tượng bên trên từng tôn túc gia cao thủ nhao nhao hét to, thôi động tự thân đại đạo, nghênh tiếp trên bầu trời rơi xuống tay ngọc nhỏ dài hứa ứng ngửa đầu nhìn xem một màn này, trong lòng máy động, nương tử nhà ta tay. Túc ra một đám cao thủ vừa mới đem tay ngọc nhỏ dài này ngăn trở, bỗng nhiên chỉ gặp có khác bốn tôn thân hình từ một bên đánh tới, hướng chiếc kia ngay ngắn quan tải phóng đi. Cái này bốn tôn thân hình khí tức cực kỳ cường đại, sau lưng đều có sáu loại tiên thiên đại đạo, tuần chứng không thôi, bọn hắn diện mục bao phủ tại trong thần quang, thấy không rõ bộ dáng. Túc Hồng Ngọc hừ lạnh một tiếng, quả nhiên đến rồi. Nàng cũng không động thủ, chấn thủ quan tài túc gia tứ lão lại riêng phần mình đứng dậy nghinh tiếp cái kia bốn vị cao thủ thần bí túc gia tứ lão tu vi muốn so người tới còn muốn hùng hồn mà giờ khắc này thiên địa đạo lực biến mất tứ lão không cách nào mượn tới giữa vũ trụ đạo lực ngược lại không bằng cái kia bốn vị cao thủ thần bí trong lúc nhất thời tràn ngập nguy hiểm túc hồng ngọc thân hình phiêu khởi rơi vào phương phương chính chính trên quan tài thanh âm thanh thúy chuyển đến hứa đạo hiếu trong quan tài an táng chính là ta túc gia tiên tổ tiên triều đời thứ nhất tiên đế đế chiếu ta lần này đến hoàng cực đế đô mục đích, giống như ngươi, mời ra tiên đế, chân áp đế thần, để đế thần ứng kiếp. Hứa ứng nháy mắt mấy cái, ta mục đích tới nơi này là trấn áp đế thần, để đế thần ứng kiếp. Như vậy nương tử nhà ta là làm cái gì? Cùng ta đối nghịch, hắn đã nhận ra sừng sướng ở trong hư không, đột nhiên rút đi tất cả thiên địa đạo lực người kia chính là Nguyên Vị Ương. Nguyên Vị Ương xuất hiện tại hỗn nguyên tiên triều, đã là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Càng ngoài dự liệu của hắn là, nguyên vị ương thế mà trợ giúp đế thần năm đó tiên tổ lập chiếu hậu thế nếu muốn trở thành tiên đế trước tập thiên hạ kiếp vận vào một thân thay mặt hỗn nguyên tiên triều ứng kiếp sau có bất thế tu vi túc hồng ngọc ngửa đầu nhìn về phía hư không cười lạnh nói đế thần ở tiên đế vị trí trăm triệu năm hưởng thụ lấy vô cùng vô tận vinh hoa phú quý hỗn nguyên tiên triều kiếp vận ngóc đầu trở lại hắn lại không muốn như vậy ứng kiếp cũng muốn trường sinh dù là để tiên triều hủy diệt cũng ở đây không tiếc Ta chư đế hậu nhân nghe hỏi đưa đế quan nhập hoàng cực đế đô, chính là muốn buộc hắn ứng kiếp, vì hỗn nguyên tiên chiều kéo dài tính mạng. Lại có một vị cao thủ thần bí đánh tới, thẳng đến Túc Hồng Ngọc, đồng thời có linh quang trật hiện, như là trường tiên vung ra, quấn lấy Túc Hồng Ngọc dưới chân đế quan. Túc Hồng Ngọc sừng sướng tại trên đế quan, đột nhiên quanh thân tử khí đại phóng, tiên thiên hồng mông đại đạo cường hoành vô địch, cùng vị cao thủ thần bí kia ẩm vang va chạm, lạnh lùng nói, không nghĩ tới đế thần thế mà phái ra sát thủ, chặn giết chư đế hậu nhân. Ngươi nếu không có tiên đế đảm đương, như vậy trăm triệu năm trước ngươi liền không nên đăng lâm đế vị. Oanh, Túc Hồng Ngọc tiên thiên tử khí cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, viễn siêu mặt khác tiên thiên đại đạo, đối thủ của nàng tu luyện năm loại tiên thiên đại đạo, cảnh giới cùng nàng phảng phất, nhưng đón đỡ nàng một trường, lại bị đánh cho khí tức lưu động, bay ngược mà đi. Hứa ứng lập tức tỉnh ngộ, Hỗn Nguyên Vũ trụ Hồng Mông đại đạo hơn xa đại đạo khác. Túc Hồng Ngọc đạt được Hồng Mông đại đạo chân truyền, Túc Hồng Ngọc tu tập hẳn là đời thứ nhất tiên đế đế chiếu công pháp, Hồng Mông đại đạo quả thực cường đại, để nữ tử này hỗn nguyên bất nhị pháp môn không gì sánh được cường hãn, một loại đại đạo liền thắng qua người khác năm loại tiên thiên đại đạo. Đế chiếu Hồng Mông vô lượng kiếp kinh, quả nhiên danh bất hư truyền. Một cái nặng nề thanh âm truyền đến, cười nói, đáng tiếc là chúng ta có hư không đắc đạo đại tế tử trợ trận. Túc gia, nhất định diệt tuyệt nơi này. Túc Hồng Ngọc vội vàng bốn phía nhìn lại, chỉ gặp túc gia tứ lão giờ phút này riêng phần mình bị thương, mặt khác túc gia danh thúc cũng nhiều có thương vong. Trong nội tâm nàng mắt lạnh, nhìn về phía hư không, hư không đắc đạo đại tế tử. Trên đời này căn bản không có khả năng có người tu thành hư không đạo chủ. Nàng không có cam lòng, cảm ứng hỗn nguyên tiên chiều hồng mông đại đạo, nhưng mà lại dẫn không đến bất luận cái gì hồng mông đạo lực. Không cách nào cảm ứng được đạo lực, tu vi của bọn hắn liền sẽ dùng một phần thiếu một phân mà địch nhân lại có thể tại vì kia đại tế tử hư không đạo lực trợ giúp dưới, thời thời khắc khắc duy trì trạng thái đỉnh phong. Này lên kia xuống, thua không nghi ngờ. Đúng lúc này, đột nhiên giữa thiên địa hư không đạo lực khuấy động bành trướng, bọn hắn lập tức cảm ứng được mình cùng hỗn nguyên tiên triều đại đạo lẫn nhau giao cảm, thực lực tu vi lại lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Túc gia tứ lão cùng cao thủ khác tinh thần đại chấn, lập tức hướng đối thủ đánh tới. Túc Hồng Ngọc thì kinh nghi bất định ủng hộ hay phản đối lấy hắc quan hư ảnh xem ra, nàng có thể cảm ứng được, cỗ này hư không đạo lực ba động đến từ hứa ứng. Hứa ứng nhưng không có nhìn về phía nàng, mà là nhìn hư không. Hư không chỗ sâu nhất, nguyên vị ương xinh đẹp mà đứng, ảnh ảnh chắc chắc. Hai người ánh mắt gặp nhau, đột nhiên, nguyên vị ương ống tay áo phất động, quay người rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Nàng chân trước vừa đi, chân sau những cái kia thần bí cường giả liền riêng phần mình thoát khỏi đối thủ, gào thét mà đi. Trường 1694, Nguyên Ái Tiết Túc gia cao thủ gặp kẻ tập kích rời đi, lập tức bao quanh canh giữ ở đế quan bên cạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Túc Hồng Ngọc hướng hứa ứng gửi tới lời cảm ơn, nói: "Đa tạ đạo hữu viện thủ. Nếu không có đạo hữu, chỉ sợ lần này ta Túc gia chắc chắn sẽ gặp bất hạnh. Chết việc nhỏ, nhưng bị mất tiên tổ quan tài, liền lại không kiềm chế đế thần thủ đoạn, Hỗn Nguyên Tiên triều chỉ sợ cũng tương diệt phong ít ngày nữa." Hứa ứng thu hồi ánh mắt, do so hỏi: "Vừa mới vị kia hư không đạo chủ là lai lịch gì?" Túc Hồng Ngọc nói, nàng này tên là Nguyên Vị Ương, không phải ta Hỗn Nguyên Tiên triều tử đệ, mà là Hỗn Độn Hải người lưu lạc. Nghe nói nàng ở trong Hỗn Độn Hải cảm ngộ hư không, gây nên hư không triều tịch, đế thần xa giá trải qua phụ cận, phát giác được nàng trên hư không đại đạo phi phàm thiên phú. Đế thần thế là bổ nhiệm nàng là đại tế tử, hứa ứng kinh ngạc nói, lại có người trên hư không chi đạo, thiên phú không kém hơn ta. Vị đại tế tử này không thể khinh thường, Túc Hồng Ngọc trần chờ một lát, nói trải qua thời gian dài hư không đại đạo một mực là hiếm thấy nhất đạo thiên địa đại đạo, nó mặc dù ở trong thái nhất đại đạo, nhưng tất cả thái nhất đại đạo đều có thể đắc đạo, duy chỉ có nguyên nhân khác là hỗn độn hải áp chế, tiên thiên không trọn vẹn. Hứa đạo hiếu, người lại là làm sao đắc đạo hư không đây này? Hai người vừa đi vừa nói chuyện, hứa ứng êm tai nói, ta cũng không biết chính mình như thế nào hư không đắc đạo, ta chỉ biết ta thổi nhỏ liền am hiểu cảm ứng. Ta vừa mới trở thành tu sĩ lúc, tại không biết thế gian còn có thế giới khác tình huống dưới, có thể cảm ứng được đến hàng vạn mà tính thế giới, cảm ứng được bọn chúng hình thái cùng đại đạo. Về sau ta trên hư không chi đạo có thành tựu, thế là cảm ứng hư không, phát giác được giữa vũ trụ hư không không trọn vẹn, nhưng ở trong hỗn độn hải còn có minh mông vô ngần hư không. Túc Hồng Ngọc lộ ra vẻ khâm phục, nói: "Vừa trở thành tu sĩ, liền có thể cảm ứng được thế giới khác. Hứa đạo hữu thiên phú thật sự là kinh người." Hứa ứng tiếp tục nói: "Ta vì vậy mà chứng đạo thành đạo, về sau ta đi vào trong hỗn độn hải hư không" cảm ứng được hỗn độn hải bên ngoài, còn có lớn lao hư không, vì vậy mà đến hư không đại đạo chi chân thực, từ đó đắc đạo. Túc Hồng Ngọc ngẩn người mê mẩn, nhưng cũng biết loại thiên phú này thực sự quá mạnh, hâm mộ không tới. Nàng Trần chờ một lát, trịnh trọng việc, nói, hứa đạo hiếu, hư không đắc đạo nhìn như là trở thành đạo chủ, nhưng liên lụy cực lớn. Người tu thành hư không đạo chủ một chuyện, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nếu không đế thần người đầu tiên giết ngươi, còn có đạo minh cùng với khác thế lực, chỉ sợ cũng sẽ xuống tay với ngươi. Hứa ứng gật đầu, bọn hắn rốt cuộc đi vào hoàng cực đế đô, đã thấy trong hoàng cực đế đô này phi thường náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, tơ lụa hóa thành tiên nhân thần nhân băng rua, trên không trung trôi tới trôi lui. Còn có cái kia muôn hình muôn vẻ nam nam nữ nữ, hoặc ngâm thi tác đối, hoặc đối tử đương ca, hoặc anh anh em em, càng hoặc tình trạng ý thiếp, phong tình vạn chủng, cho dù là trong không khí cũng có một cỗ mập mờ cảm giác. Nguyên lai là nguyên ái tiết đến. Túc Hồng Ngọc đột nhiên tỉnh ngộ, nói, ta những ngày này hối hả ngược xuôi, thế mà quên đi cái ngày lễ này. Hứa ứng dò hỏi, Hồng Ngọc, ta ở vùng đất xa xôi, đến từ mặt khác tiên triều thần thuộc xa xôi vũ trụ, không biết cái này nguyên ái tiết là vật gì, có thể hay không chỉ giáo. Túc Hồng Ngọc cười nói, cái này nguyên ái tiết chính là giã hợp tiết, nam nữ đi việc cầu thả ngày lễ. Nàng nói đến đây, hơi có chút ngượng ngùng, nhưng dù sao cũng là tu thành đạo chủ, đạo tâm không ngại, lập tức liền thản nhiên nói, nghe đồn tại thái cổ thời điểm, vũ trụ sơ khai, hai vị đạo tổ gặp thế gian không có vật gì, thế là tạo ra con người, sinh hạ con cái, chính là về sau nhân tộc tiên tổ. Những người sau này liền đem một ngày này, gọi là nguyên ái tiết. Cũng có truyền thuyết, là từ vũ trụ khác truyền đến. Chúng ta những này làm hậu bối cũng không thể nào khảo chứng. Về sau nguyên ái tiết thời gian dần qua liền thành tu sĩ nam nữ hoan ái ngày lễ, bởi vì thường có bất nhã sự tình phát sinh, bởi vậy gọi đùa giã hợp tiết hứa ứng nhìn bốn phía nhưng gặp cái này hỗn nguyên vũ trụ nam nữ có chút lớn mật tình ca hát đối cũng có chút rõ ràng nhưng nếu tình đầu ý hợp liền quả thật có không ít xã hợp bọn hắn coi là bố trí xuống cấm chế ta liền nhìn không thấy nhưng mà đạo hạnh của ta quá cao trong lòng của hắn thầm nghĩ hứa ứng có một ngụm hắc quan túc hồng ngọc sau lưng cũng có được một tòa ngăn nắp quan tài bọn hắn đi vào hoàng cực đế đô lộ ra cùng nguyên ái tiết không hợp nhau dẫn tới mọi người ghé mắt là túc gia người trong đế quan kia, chính là đời thứ nhất tiên đế, đế chiếu. Có người nhận ra bọn hắn, hoảng sợ nói, tiên đế đế chiếu, ban xuống ý chỉ, để tiên đế thay mặt tiên triều ứng kiếp, lấy cứu lê dân chúng sinh. Lần này đế quan xuất hiện, hẳn là đế thần không muốn thay mặt tiên triều ứng kiếp, túc ra đến đây chân áp. Lịch đại tiên đế, không khỏi là thay mặt tiên triều ứng kiếp, cứu vãn hốn nguyên tiên triều đến hàng vạn mà tính vũ trụ. Đế thần nếu là vi phạm tổ huấn, lịch đại tiên đế hậu nhân, liền sẽ mời ra đế quan đến chân áp hắn. Túc gia hộ tống đế chiếu quan tài đã đi tới hoàng cực đế đô, chẳng lẽ nghe đồn là thật. Đế thần thật muốn tạo phản, nhưng vào lúc này, lại có người hoảng sợ nói, mau nhìn. Điền gia hộ tống đế không quan tài, cũng tới đến hoàng cực đế đô. Còn có tần gia cờ xí, cũng thăng lên, đế quan kia, hẳn là đế hiên quan tài, tu gia cũng tới, đế thắng quan tài, cũng đến. Từng tiếng kinh hô truyền đến, hứa ứng nhìn lại, nhưng gặp từng nhánh đội xe ngay tại hướng bên này lái tới, các loại dị thú kéo xe, trên xe kéo đánh ra khác biệt cờ hiệu, đều có cao thủ chấn thủ. Đột nhiên, có trong đế quan tản mát ra một sợi khí thế kinh người, hoàng cực đế đô thiên địa đại đạo tất cả đều thần phục, mấy ngàn tiên thiên linh bảo, hết thảy ảm đạm vô quang. Tiếp theo, mặt khác đế quan giống như là bị vị tiên đế này khí thức sở kinh động, đều có cuối của đại đạo khí tức từ trong quan tài tản ra, trong lúc nhất thời, các loại đạo tấn khí tức chân áp đương thời. Hứa Ứng không khỏi động dung, nhiều như vậy cuối của đại đạo khí tức, nếu như những này tiên đế không chết, nên cường đại cỡ nào thế lực. Lúc này, một tiếng nói già nua cảm khái nói, những này tiên đế riêng phần mình sinh hoạt tại khác biệt thời đại, chưa bao giờ thấy qua lẫn nhau, nhưng ở sau khi chết thế mà có thể tập hợp một chỗ, bởi vậy mới sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác, khí tức hòa lẫn. Đây là ta Hỗn Nguyên Tiên Triều một đại giai thoại. Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp người nói chuyện tóc trắng đầu bạc chính là cái lão giả già trên 80 tuổi, không khỏi hiếu kỳ nói, vị lão trượng này, người đã toàn bộ thân thể nằm tại trong quan tài, còn tới tham gia nguyên ái tiết a. Lão giả già trên 80 tuổi kia dựng râu trừng mắt, cười lạnh nói ta càng già càng dẻo dai. Đột nhiên, một nhóm hơn 10 vị tiên nhân phi tốc chạy đến, nghênh tiếp túc hồng ngọc, hứa ứng, cầm đầu là một vị dâu bạc lão giả, cường đại vô biên, quanh thân bảy loại tiên thiên đại đạo chiếm cứ, vậy mà hình thành bảy loại khác biệt vũ trụ hồng nguyên hình thái. Người này nhìn thấy đế chiếu quan tài, vội vàng cong xuống, nói thần hoài an quân, bái kiến bệ hạ. Thần nghênh giá tới chậm, túc hồng ngọc tiến lên, nâng cái kia dâu bạc lão giả đứng dậy, nói, hoài an quân, bây giờ thời cuộc thối nát, kiếp vận đã lên, hỗn nguyên tiên triều hủy diệt ít ngày nữa, ta cũng là bất đắc dĩ, mới kinh động tiền bối, xin tiền bối rời núi. Hoài an quân vốn là đế chiếu thời kỳ lão thần, là cổ xưa nhất tiên nhân một trong, tu vi sâu không lường được, bất quá đế chiếu đem hỗn nguyên tiên triều kiếp vận ôm vào một thân, tự thân nhập tịch đằng sau, hắn liền cũng thoái ẩn. Lần này hắn đạt được túc ra đưa tin, muốn mời ra đế chiếu quan tài trấn áp đế thần, lúc này mới rời núi. Hoài An quân trầm giọng nói, đế thần sự tình quan hệ hỗn nguyên tiên chiều vận mệnh cùng tính mạng của vô số người, cũng quan hệ đến năm đó đế chiếu tiên đình lưu lại cơ nghiệp. Bệ hạ cơ nghiệp, không có khả năng chôn vùi tại đế thần tiểu nhi chi thủ, lão thần không thể không đến. Hắn nhìn về phía hứa ứng, khách khí nói, vị này là. chương 1695, Túc Hồng Ngọc nói, hứa ứng hứa đạo hiếu, hộ tống một vị khác đại đế đế quan đến đây. Trên đường nhờ có hứa đạo hiếu viện thủ, nếu không chúng ta chỉ sợ liền sẽ bị đế thần phái tới cao thủ toàn quân bị diệt. Hứa ứng mỉm cười gật đầu, nói ta cũng là cơ duyên xảo hợp, đúng lúc gặp việc này. Hoài An quân thân này tu vi, thật sự là hùng hồn vô biên. Hắn đối với vị này Hoài An quân có chút khâm phục, lão giả này dùng trừ tịch diệt, bên ngoài hỗn độn bảy loại tiên thiên đại đạo diễn hóa bảy loại vũ trụ hồng nguyên hình thái đạt tới đạo minh lý tưởng trạng thái nếu là bị người trong đạo minh nhìn thấy khẳng định sẽ phụng hắn là thượng khách hoài an quân giận tím mặt kêu lên đế thần tiểu nhi cũng dám đối với bệ hạ quan tài động thủ xem ra hắn quả nhiên muốn tạo phản đúng vào lúc này lại có một thanh âm truyền đến thét dài cười nói hoài an quân chưa từng nghĩ người tới trước một bước người quả nhiên là người già nhưng tâm không già nghe nói nguyên ái tiết đến chạy so với ai khác đều nhanh. Hứa ứng theo tiếng nhìn lại, nhưng gặp lại có một vị tú sĩ bộ dáng nam tử phi thân đến đây, vậy mà sau lưng cũng có bảy loại tiên thiên đại đạo hình thành hồng nguyên hình thái. Đế chiếu một chiều, lại có hai đại tuyệt đỉnh cao thủ. Hứa ứng không khỏi động dung, Hoài An quân cười ha ha nói, nguyên ái tiết bên trên, Vân Bác Hầu vẫn như cũ như vậy phong lưu phóng khoáng. Bỗng nhiên lại có một cái tiếng cười truyền đến, Vân Bác Hầu phong lưu, Hoài An quân càng già càng dẻo dai, ta tuyên đức công há có thể để cho các ngươi giành mất danh tiếng. Hứa ứng nhìn mà trợn tròn mắt, đã thấy vị này tuyên đức công vậy mà cũng là đem bảy loại tiên thiên đại đạo tu luyện tới cảnh giới cực hạn. Bọn hắn mặc dù không phải cuối của đại đạo, nhưng mỗi một loại đại đạo muốn tu luyện đến gần như cuối của đại đạo trình độ, mà lại đem luyện thành vũ trụ hồng nguyên, pháp lực vô cùng vô tận, chỉ sợ cũng không so cuối của đại đạo kém bao nhiêu. Hỗn nguyên tiên triều hỗn nguyên bất nhị pháp môn, so đạo minh cửu đạo tuần chứng, cũng không kém, Mặc dù tốc độ tu hành chậm, không có bao nhiêu đạo tấn, nhưng là tại đạo chủ cảnh liền đuổi sát cuối của đại đạo, quả nhiên là cường hãn vô địch. Hứa ứng thầm khen một tiếng, thầm nghĩ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hỗn nguyên bất nhị pháp môn cùng cửu đạo tuần chứng chung vào một chỗ, hoàn toàn có thể đền bù ta hậu thiên đại đạo, giúp ta tu thành đạo chủ. Ngắn ngủi một lát, đế chiếu tiên triều lại có ba vị thoái ẩn cường giả tuyệt thế đến đây, tại hoàng cực đế đô gây nên lớn lao anh động. Đột nhiên, chỉ nghe một nữ tử thanh âm thanh thúy chuyển đến ta đế không tiên triều mặc dù so đế chiếu tiên triều muộn nhưng há có thể để đế chiếu tiên triều đạo huynh giành mất danh tiếng hứa ứng nhìn lại lại là đế không tiên triều cường giả tuyệt thế đến một thân tuy là nữ tử nhưng tu vi so hoài an quân mấy người cũng là không yếu tu thành bảy loại tiên thiên đại đạo hỗn nguyên bất nhị pháp môn tu luyện tới cực hạn lúc này lại có một thanh âm cười nói đế chiếu tiên triều cùng đế không tiên triều tiền bối nếu đến ta đế thắng tiên triều cũng không thể dứt lại phía sau Ta đế tu tiên triều tướng sĩ nếu là không đến, chẳng phải là làm cho người chế nhạo. Thời gian dần trôi qua, đi vào hoàng cực đế đô cường giả tuyệt thế càng ngày càng nhiều, từng luồng từng luồng cường đại vô địch khí tức dung chuyển thời không, chân áp phải tính ngàn tiên thiên linh bảo cũng từ linh quang trạng thái hóa thành pháp bảo hình thái. Dĩ vãng, tồn tại cường đại như vậy nhìn thấy một cái cũng khó khăn, mà bây giờ hoàng cực đế đô bên trong lại tụ tập mấy trăm vị. Bởi vì cái gọi là một triều tiên đế một triều thần tiền triều thần tử, bản triều chưa hẳn trọng dụng vì duy trì thống trị tân đế thường thường sẽ đem tiền triều thần tử đổi thành người một nhà bởi vậy rất nhiều tiền triều cao thủ có thể bảo lưu lại đến hiện tại thời kỳ phi thường bọn hắn liền rời núi ngăn cơn sóng dữ túc hồng ngọc gặp tình hình này cảm xúc bành trướng chập trùng thấp giọng nói có nhiều như vậy tiên triều cựu thần hỗn nguyên tiên triều nhất định có thể kéo dài tiếp nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện không khỏi ngơ ngẩn kỳ quái hứa đạo hữu đế quan kia tại sao không có cựu thần đến đây hộ giá trong nội tâm nàng buồn bực, hứa ứng có một chiếc quan tài đứng lên, quan tài này đen nhánh, không có đế quan hình thái cùng quy cách thì cũng thôi đi, nhưng là không thể không có bất kỳ một cái nào thần tử a. À. Hứa ứng phát giác được ánh mắt của nàng, quay đầu hướng nàng nhìn lại, lộ ra mỉm cười. Túc Hồng Ngọc hồi báo lấy mỉm cười, thầm nghĩ có thể là ta quá lo lắng. Hứa đạo hữu chính là hư không đạo chủ, lại là chúng ta ân nhân cứu mạng, không đến mức là đế thần xếp vào đến giữa chúng ta thám tử. Có lẽ hắn có an bài khác hoài an quân nói lần này có chư đế quan tài lại thêm hỗn nguyên đạo thiên tỷ đủ để chấn áp đế thần để hắn ứng thể ước hứa ứng nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích do hỏi hoài an quân đế thần nắm giữ không được hỗn nguyên đạo thiên tỷ hoài an quân cười nói hỗn nguyên đạo thiên tỷ chính là đế chiếu bệ hạ lưu lại vô thượng bảo vật lịch đại tiên đế lấy tự thân cuối của đại đạo tế luyện nó đưa nó luyện thành trong hỗn độn hải lợi hại nhất pháp bảo bảo vật này vừa ra coi như đế thần có phản tâm cũng sẽ bị chấn áp xuống Túc Hồng Ngọc nói, hỗn nguyên tiên triều có thể thống trị hỗn độn hải, cùng đạo minh địa vị ngang nhau, dựa vào chính là hỗn nguyên đạo thiên tỷ. Hứa ứng trong lòng máy động, chưa phát giác nhớ tới đế thần tế lên hỗn nguyên đạo thiên tỷ, cùng hỗn độn trung đại chiến tình hình, trong lòng hơi rung. Hỗn nguyên đạo thiên tỷ bị hỗn độn trung đánh nát, là hắn tận mắt nhìn thấy. Cứ việc đế thần đem hỗn nguyên đạo thiên tỷ lại lần nữa khép lại, nhưng là đạo thiên tỷ uy lực thế tất tổn hao nhiều, mà lại đằng sau đế thần lại lại lần nữa tế lên hỗn nguyên đạo thiên tỷ, vây công hỗn độn chung. Đế thần mục đích, khẳng định không chỉ sao lưng ta quan ra đơn giản như vậy, hắn một mục đích khác, chỉ sợ chính là mượn hỗn độn chung chi thủ, giải quyết hết hỗn nguyên đạo thiên tỷ. Hứa ưng ánh mắt chấp động, túc hồng ngọc bọn người ý đồ khiêng ra chư đế hòm quan tài, lại thêm hỗn nguyên đạo thiên tỷ, khiến cho đế thần đi vào khuôn khổ. Nhưng là, nếu như hỗn nguyên đạo thiên tỷ đã hủy đâu, hứa ứng đột nhiên dò hỏi, hồng ngọc, bằng vào chư đế thi thể, các người phải chăng có thể đối phó đế thần. Túc Hồng Ngọc kinh ngạc nói, cái gì? Hứa ứng suy đoán nói, hỗn nguyên đạo thiên tỷ, cũng đã bị đế thần hủy. Trên đời này, không ai có thể hủy đi hỗn nguyên đạo thiên tỷ. Vân Bác Hầu đi tới, cười ngạo nghễ nói, bảo vật này chính là cuối của đại đạo bên trong trí bảo, so mặt khác cuối của đại đạo còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần. Không ai có thể phá hủy đạo thiên tỷ. Hỗn độn chung đâu, hứa ứng dò hỏi, nếu là hỗn độn chủ chiếc chuông kia, có thể hay không phá hủy đạo thiên tỷ chương 1696, hỗn nguyên chư đế, không gì hơn cái này. Hỗn độn Trung, hoài an quân, vân bắc hầu, tuyên đức công bọn người trong lòng giật mình, hỗn nguyên đạo thiên tỷ tuyệt đối là trong hỗn độn hải cường đại nhất trí bảo một trong, nhưng là hỗn độn chủ chiếc chuông lớn kia nhưng cũng tung hoành ngang dọc hỗn độn hải, trấn đạo minh, đáng tiên triều, chưa gặp được địch thủ. Huống chi, chiếc chuông lớn này phía sau còn có một vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hỗn độn chủ. Nếu nói hỗn nguyên đạo thiên tỷ có đối thủ mà nói, hỗn độn trung đích thật là thứ nhất. Hoài An quân sờ lên cái cảm số lượng không nhiều sợi dâu, trần chờ nói, nhưng hỗn độn trung có thể hay không đem đạo thiên tỷ hủy đi, trong mắt của ta rất không có khả năng. Đạo thiên tỷ tương đương với ta hỗn nguyên tiên triều chư đế tu vi điệp ra, đạo hạnh điệp ra, cái kia hỗn độn trung bất quá là một kiện thông linh pháp bảo mà thôi. Vân bác hầu bọn người nhao nhao gật đầu, hỗn nguyên tiên đế là thống trị đến hàng vạn mà tính vũ trụ đại đế, là từ trong những vũ trụ này tuyển bạt ra người mạnh nhất, mỗi một vị đại đế đều là cuối của đại đạo, tu vi cao thâm mà chắc. Bọn hắn dù chết, nhưng bọn hắn thân ảnh lạc ấn tại cuối của đại đạo chỗ, hình thành đạo thiên tỷ đạo uy nguồn suối. Như vậy pháp bảo, bọn hắn đã không tưởng tượng ra được còn có cái gì pháp bảo có thể cùng so sánh. Liền xem như hỗn độn chung, bọn hắn cảm thấy cũng chỉ là có thể cùng đạo thiên tỷ tương xứng, tuyệt sẽ không đem đạo thiên tỷ phá hủy. Hứa ứng đề nghị, chư vị tốt nhất vẫn là nghiệm chứng một chút. Nghiệm chứng đạo thiên tỷ phải chăng còn tại, kỳ thật rất đơn giản đó chính là nhìn về phía cuối của đại đạo nếu là đạo thiên tỷ quả nhiên vẫn còn như vậy nói rõ đạo thiên tỷ chưa từng bị hủy nếu là đã không tại thì nói rõ đạo thiên tỷ chỉ sợ đã bị hủy vân bác hầu nghe vậy lúc này thôi động tự thân đại đạo hướng cuối của đại đạo nhìn lại sau một lúc lâu sắc mặt hắn đột biến yên lặng không nói hoài an quân tuyên đức công cùng mặt khác ba vị công hầu thấy thế cũng riêng phần mình thôi động tự thân đại đạo nhìn về phía cuối của đại đạo Tu vi của bọn hắn đã đến có thể trông thấy cuối của đại đạo tình trạng, có thể nhìn thấy cuối của đại đạo chỗ thân ảnh, mặc dù thấy không rõ nó diện mục, nhưng là hỗn nguyên đạo thiên tỷ là bảo ấn hình thái pháp bảo, rất dễ dàng phân biệt. Mà giờ khắc này, bọn hắn không nhìn thấy hỗn nguyên đạo thiên tỷ hư ảnh. Năm người sắc mặt đột biến, cũng không có nói chuyện. Túc Hồng Ngọc nhìn thấy năm người thần thái, trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ hỗn nguyên đạo thiên tỷ thật hủy, hoài an quân ánh mắt rơi trên người hứa ứng, đột nhiên nói, người đến cùng là người phương nào. Người vì sao biết đạo thiên tỷ bị hủy, ánh mắt của những người khác cũng nhao nhao rơi trên người hứa ứng, xem kỹ sau lưng của hắn hắc quan. Mặt khác đế quan đều là cực kỳ khổng lồ, hứa ứng cõng chiết khấu hắc quan lại có vẻ rất nhỏ, mà lại từ hình thái đến xem, cũng không phải là tiên đế quy cách. Tuyên Đức Công cũng cảm thấy hắn có chút cổ quái, lộ ra vẻ ngờ vực, nói, người quần áo phục sức, không phải tiên triều quần áo phục sức, người đến cùng đến từ vũ trụ nào vân bác hầu tiến lên trước một bước quát hỏi trên lưng ngươi trong quan tài là vị nào tiên đế hứa ứng mỉm cười thản nhiên nói chư vị nghĩ là đối với thân phận ta có chỗ hoài nghi thế nhưng là ta chỉ là đánh thức chư vị ta nếu là có dị tâm sao lại nói cho các ngươi biết đạo thiên tỷ bị hủy túc hồng ngọc vội vàng nói sáu vị tiền bối hứa đạo hữu là chúng ta ân nhân cứu mạng nếu là không có hỗ trợ của hắn chúng ta túc ra chỉ sợ ngay cả đế quan đều không gánh nổi hắn thân phụ tuyệt học không thể nào là đế thần người hoài an quân cười lạnh nói đế thần gian kế rất nhiều không thể không phòng nếu là hắn không có quỷ liền báo ra niên hiệu túc hồng ngọc trần chờ một chút nhìn về phía hứa ứng thấp giọng nói hứa đạo hiếu người nói ra niên hiệu là được hứa ứng ánh mắt thâm trầm lo lắng nói lai lịch của ta can hệ trọng đại tạm thời còn không thể nói cho các người biết bất quá các người cứ việc có thể nghiệm chứng trong quan tài này mai táng đến cùng phải hay không tiên đế Chư vị, xin cứ tự nhiên. Hắn đứng tại chỗ, nhắm mắt lại. Hoài An quân không nói lời gì, thôi động tự thân đại đạo, đạo lực khuấy động, một tay mò xuống, nhưng gặp trong hư không đồng thời có một bàn tay lớn che trời từ trên trời giáng xuống, hướng hứa ứng sau lưng hắc quan chộp tới. Hắn từ đế chiếu qua đời sau liền ẩn cư tị thế, nhưng một thân tu vi nhưng lại chưa bao giờ rơi xuống, đạo pháp tinh thâm đến cực điểm, chiều này chộp tới, bao phủ không gian thời gian, vô luận quá khứ tương lai, hay là dị độ thời không, thậm chí hư không, đều là tại bàn tay bao phủ bên trong. Phía sau hắn bảy loại đại đạo hồng nguyên vận chuyển, pháp lực hùng hồn cuồn cuộn, không thua tại cuối của đại đạo. Nhưng mà bàn tay này còn chưa tiếp cận hắc quan, đột nhiên trùng điệp đại đạo phá diệt vỡ nát, hoài an quân vô luận từ quá khứ hay là tương lai công tới thần thông, hết thảy hóa thành bột mịn. Đại thủ che trời kia rất nhanh phá diệt, lập tức ba 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 tiếng vang chuyển đến, hoài an quân bàn tay, từng cây ngón tay lần lượt nổ tung. Hoài an quân kinh hãi muốn tuyệt, phồng lên đạo lực cùng cỗ này xâm nhập mà đến lực lượng đối kháng, nhưng nguồn lực lượng này thực sự cường đại, tràn trề vô địch, trực tiếp đem hắn bàn tay chấn động đến vỡ nát, thậm chí dọc theo cánh tay của hắn hướng lên kéo dài. Đúng lúc này, Vân Bác Hầu tế kiếm, huy kiếm chém xuống, đem Hoài An Quân cánh tay phải sóng vai chặt đứt. Hoài An Quân kêu lên một tiếng đau đớn, phi tốc lui lại, lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Vân Bác Hầu mấy người cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn qua hứa ứng phía sau chiếc khắc quan kia, không còn dám thăm dò. Hoài An quân tay trái nắm chặt chỗ cụt tay, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, thanh âm khàn giọng nói, cánh tay phải của ta bị xóa đi, không cách nào phục hồi như cũ. Vân Bác Hầu bọn người vội vàng đi vào trước mặt, đã thấy Hoài An quân tu luyện vô cực, thái nhất các loại tiên thiên đại đạo, riêng phần mình đoạn đi một đoạn. Mà Hoài An quân chỗ cụt tay, huyết dịch cũng không dẫn ra ngoài, vết thương giống như là bị vô hình màng mỏng phong bế, có thể nhìn thấy chỉnh tề xương gãy cùng đoạn đi cơ bắp, thậm chí có thể huyết dịch tại mỗi một cái chỗ gãy mạch máu bên trong vận hành. Hắn cánh tay này bị hắc quan lực lượng từ đại đạo trên ý nghĩa xóa đi. Nếu như Hoài An Quân vào lúc này nhìn rõ đi qua, mình xét vô số cái tương lai, liền sẽ nhìn thấy chính mình từ trong bụng mẹ chính là tay cụt, mà tại vô số cái tương lai bên trong, hắn đồng dạng cũng là tay cụt. Phảng phất cánh tay phải của hắn không phải vào lúc này bị hắc quan chặt đứt, mà là hắn chưa bao giờ có cánh tay phải. Đây tuyệt đối là đế uy nhưng là cỗ này đế uy không khỏi quá mạnh phảng phất có một tôn sống sờ sờ hỗn nguyên tiên đế ở tại đế quan bên trong tuyên đức công bọn người kinh nghi bất định hắc quan vừa mới vẻn vẹn phát ra một sợi khí tức liền đem hoài an quân cao thủ bực này làm cho không thể không vứt bỏ cánh tay bảo mệnh trong hắc quan này đến cùng mai táng chính là vị nào đại đế mặt khác trong đế quan tiết lộ khí tức chưa hẳn có được thực lực thế này hứa ứng chậm rãi mở mắt quét đám người một chút sắc mặt ôn hòa nói bệ hạ có dung người chi lượng các người mạo phạm bệ hạ liền không truy cứu. Các vị đạo hiếu, còn có người nào nghi vấn? Đám người nhao nhao lắc đầu, Hoài An Quân nói, trong quan tài chính là một vị hỗn nguyên tiên đế, lại không dị nghị. Hứa ứng hướng Hoài An Quân cong xuống, ấy náy nói, Hoài An Quân, cũng không phải là tại hạ không có khả năng thực ngôn tương cáo, mà là có nỗi khổ khác, còn xin Hoài An Quân thứ lỗi. Hoài An Quân sắc mặt biến hóa, vội vàng một cánh tay nâng hắn, nói, vốn là ta càn dỡ há có thể trách tội đạo hiếu, phải bồi thường không phải lẽ ra là ta mới đúng hứa ứng thuận thế đứng dậy thầm nghĩ quan gia bên trong tán phát khí tức quả thực không thể coi thường một sợi khí tức liền đoạn đi hoài an quân bực này đại cao thủ một tay trong quan tài mai táng người đến cùng là ai hắn cũng tương tự đối với người trong quan tài rất là tò mò vừa mới hoài an quân xuất thủ bị gãy một cánh tay động tính quá lớn dẫn tới không ít người quan sát gặp tình hình này riêng phần mình kinh nghi bất định đây là vị nào đại đế khí tức cũng quá cường đại. Túc Hồng Ngọc nói nhỏ, hỗn nguyên đạo thiên tỷ bị hủy một chuyện, trước không cần truyền ra ngoài, miễn cho dao động lòng người. Nàng tiến lên cất cao giọng nói, các vị đạo hiếu, như là đã đi tới hoàng cực đế đô, như vậy liền bước thoái vị đế thần. Nhất quan tài vào chiều, thanh âm của nàng thanh tịnh, truyền khắp hoàng cực đế đô, lập tức gây nên mặt khác đế tộc hưởng ứng, nhao nhao quát nhất quan tài vào chiều. Cái này hoàng cực đế đô, không phải hắn đế thần hoàng cực đế đô, mà là lịch đại tiên đế hoàng cực đế đô. Kim loan điện, đế thần có thể ngồi, lịch đại tiên đế cũng có thể ngồi. Một đám đế tộc trùng trùng điệp điệp, ôm lấy từng bộ đế quan hướng về đế đô tiên đình đi đến. Lưu thủ tiên đình tướng sĩ như lâm đại địch, nhao nhao kết trận. Bất quá đế thần vì đạt được nguyên thủy đạo khí, mang đi hoàng cực đế đô đại bộ phận cao thủ, giờ phút này phòng thủ trống rỗng. Túc hồng ngọc bọn người dơ lên đế quan đến đây, đế quan tản mát ra ngập trời khí tức, tựa như từng tôn cuối của đại đạo tồn tại giáng lâm, tại cỗ này đều uy áp bách dưới, vậy mà không một người dám can đảm ra tay. Thủ vệ tiên đình tướng sĩ chờ mắt nhìn bọn hắn nhấc quan tài tiến vào tiên đình, đi hướng kim loan điện. Đợi đi vào kim loan điện bên trên, chư đế quan tài rơi xuống. Hứa ưng ánh mắt chấp động, ý đồ bứt ra rời đi, nhưng mà từ đầu đến cuối không có cơ hội, thầm nghĩ nếu là túc hồng ngọc bọn hắn biết ta là đạo môn ngoại môn tử đệ, chỉ sợ lập tức liền muốn động thủ diệt trừ ta mật thám này. Nếu là đế thần trở về, nhìn thấy ta thảo phạt hắn, cũng sẽ xử lý ta đoạt lại quan gia. Hỗn nguyên chư đế thi thể, thật sẽ là đế thần đối thủ sao? Hắn trần chờ một chút, chương 1697, chư đế cường đại như thế, sau khi chết còn có dư uy, đế thần không có hỗn nguyên đạo thiên tỷ tương trợ, hẳn không phải là đế tộc thế gia đối thủ A. Các đại đế tộc cường giả nhao nhao ngồi xuống, nhao nhao dò xét bốn phía, chỉ có hứa ứng cóng hắc quan, hai chân sừng sững lù lù bất động hai tay ôm ở trước ngực, sắc mặt hắc trầm, bất động thanh sắc. Túc Hồng Ngọc thấy thế, trong lòng thầm khen, hứa đạo hữu trầm ổn. Hứa ứng tự biết không cách nào thoát thân, thế là dứt khoát vứt bỏ tạp niệm, an tâm tu luyện. Mấy ngày nay từ trong hắc quan chảy ra nguyên thủy đạo khí liên tục không dứt, hắn các loại đại đạo tu vi thế mà lại có không nhỏ tăng lên, mỗi một loại đại đạo khoảng cách đạo chủ cảnh càng ngày càng gần. Mà theo hắn luyện hóa nguyên thủy đạo khí càng ngày càng nhiều, dị đạo cũng là càng ngày càng mạnh, rất có đuổi ngang mặt khác tiên thiên cửu đạo xu thế. Cái này dị đạo bao hàm toàn diện, cũng có thể để hắn hậu thiên đại đạo tiến thêm một bước, cũng đem tu thành hậu thiên đạo chủ. Tu thành một bước này, hắn mới xem như chân chính bước vào đạo chủ cảnh. Bất quá hắn bây giờ muốn xác minh là hỗn nguyên tiên triều thái nhất đại đạo. Hỗn nguyên tiên triều bao quát hỗn nguyên vũ trụ cùng mặt khác mấy vạn vũ trụ, trong đó hỗn nguyên vũ trụ thiên địa đại đạo số lượng đạt tới mấy chục vạn loại. Lại thêm vũ trụ khác, tiên thiên đại đạo số lượng chỉ sợ có thể đạt tới mấy triệu loại. Nhiều như vậy thiên địa đại đạo, cộng đồng tạo dựng, hình thành thái nhất, thái nhất đại đạo, nên cường đại cỡ nào? Nếu như có thể tìm hiểu ra những thiên địa đại đạo này, thái nhất đại đạo viên mãn, lại lấy tuần chứng chi pháp, tăng lên vô cực, luân hồi, nhân quả, kiếp vận các loại tiên thiên đại đạo, tu vi của ta thế tất tăng gấp bội. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, mà ta thái nhất đại đạo mô tính tự túc, dùng tại lĩnh hội những thiên địa đại đạo này bên trên, không thể thích hợp hơn bất quá hứa ứng dốc lòng lĩnh hội lại kinh ngạc phát hiện thái nhất đại đạo không cách nào đem những thiên địa đại đạo này bao quát hắn thái nhất đại đạo mô tính tự túc không cách nào đem hỗn nguyên tiên triều tất cả thiên địa đại đạo thôi diễn đến đạo chủ cảnh giới thái nhất đại đạo chính là vạn đạo tri tổ tất cả thiên địa đại đạo đầu nguồn tại sao có thể có thiên địa đại đạo không tại ở trong thái nhất hứa ứng khổ sở suy nghĩ thầm nghĩ chẳng lẽ ta thái nhất đạo môn liền không cách nào lẽ thẳng khí hùng giống một cuống họng tiên thiên cửu đạo thái nhất đệ nhất Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, lập tức tỉnh ngộ, Thái Nhất Đại Đạo là Hồng Nguyên Vũ Trụ Vạn Đạo chi tổ, nhưng không phải Hỗn Nguyên Vũ Trụ Vạn Đạo chi tổ. Hỗn Nguyên Vũ Trụ là đại thần thông giả lấy lớn lao pháp lực từ Hỗn Độn Hải từ không sinh có, mở mà ra, nó cũng không trải qua Hồng Nguyên biến hóa. Tinh thần hắn phấn chấn, Hồng Nguyên khai tịch, hóa thành vũ trụ, là từ Thái Nhất Đại Đạo đến hướng thiên địa vạn đạo chuyển biến quá trình. Mà Hỗn Nguyên Vũ Trụ mở quá trình, là từ Hỗn Độn Hồng Mông trực tiếp hướng thiên địa vạn đạo chuyển biến quá trình nói cách khác ở trong hỗn nguyên vũ trụ tiên thiên cửu đạo hồng mông đệ nhất khó trách túc hồng ngọc chỉ tu hồng mông đại đạo thực lực liền như thế cường đại hứa ứng nghĩ thông thấu thầm nghĩ hồng mông đại đạo ngô tính tự túc mới là nắm giữ tất cả thiên địa đại đạo không có con đường thứ hai hắn nghĩ thông suốt điểm này lập tức hết sức chuyên chú điều vận hồng mông đại đạo đi cảm ứng hỗn nguyên tiên triều thiên địa đại đạo lúc này kim loan điện bên trong đế không điền ra một vị tộc lão trầm giọng nói các vị đạo hiếu bây giờ đế thần làm điều ngang ngược, để cho chúng ta các đại đế tộc không thể không xuất động, mời ra chư đế, chân áp đế thần. Đế thần ứng kiếp đã thành kết cục đã định, thế nhưng là đế thần đằng sau đâu, chư vị có thể có dự định, hắn nhìn chung quanh một vòng, thấy mọi người không đáp, lẩm bẩm nói, ta coi là, bây giờ chúng ta khi quyết ra đời sau hỗn nguyên tiên đế, đế thần ứng kiếp về sau, mới không còn rắn mất đầu bị đạo minh chỗ xâm. Đế thắng tiên triều một vị võ tướng nói, quyết ra đời sau hỗn nguyên tiên đế, tân đế trưởng quản hỗn nguyên đạo thiên tỷ, đủ để cho tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên tới cuối của đại đạo. Kể từ đó, cho dù là đạo minh cũng không dám xâm lấn. Ở đây đế tộc nghe vậy, từng cái dục dịch, từng cái đế tộc nhao nhao gật đầu đồng ý, nói là nên quyết ra đời tiếp theo tiên đế. Túc Hồng Ngọc nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ, những này đế tộc, đối với đế vị cũng có dị dạng tâm tư, ý đồ đem đế vị đặt vào trong túi. Mặc dù trở thành đời sau hỗn nguyên tiên đế, liền chỉ cần là hỗn nguyên tiên triều cản kiếp vận, lại bởi vậy mà chết nhưng hỗn nguyên tiên đế quyền thế thực sự quá lớn coi như tiên đế chết rồi nó đế tộc cũng sẽ bởi vậy trở nên vô cùng cường đại càng thêm mấu chốt chính là trở thành hỗn nguyên tiên đế nắm giữ hỗn nguyên đạo thiên tỷ đem lịch đại tiên đế đạo tẫn lạc ấn nắm giữ đối với đế tộc tăng lên to lớn có thể nghĩ ta tần ra từng sinh ra một tôn tiên đế nguyện vì tiên triều lại cống hiến một vị tiên đế vì tiên triều phấn thân toái cốt chết thì mới dừng đế tộc tần gia tộc lão nhìn chung quanh một tuần nói Ta Tần gia có thế tử, tên là Tần Khắc Dụng, đã là đạo chủ, tiên thiên đại đạo, tu thành bốn môn, chính là đời sau tiên đế. Đế Tộc Văn gia tộc lão cười nói, Tần Khắc Dụng hoàn toàn chính xác thiên tư phi phàm, nhưng ta Văn gia thế tử Văn Hạo Nhiên cũng là không hỏng, cũng tu thành tiên thiên đạo chủ, cửu đạo đã đến thứ tư, cũng có tư cách ngồi lên đế vị. Đế Tộc Dụ gia tộc lão cười nói, nói như vậy, ta Dụ gia thế tử Dụ Trường không tu chỉ luân hồi, nhân quả, kiếp vật, sát phạt, cũng có tư cách vấn đỉnh đế vị từng cái đế tộc thủ lĩnh, người một lời ta một câu, riêng phần mình tiến cử hiện tại con em nhà mình. Vân Bắc Hầu, Hoài An quân bọn người lặng lẽ nhìn về phía Túc Hồng Ngọc, trong lòng âm thầm lo lắng, Hồng Ngọc cô nương vì sao không mở miệng. Tuyên Đức công cười ha ha nói, chư vị, hỗn nguyên tiên đế khi nào biến thành tiến cử hiền tài đúng không? Hỗn nguyên tiên đế, chiến lực vô song, là thiên hạ đệ nhất nhân. Chỉ có có một không hai quần hùng đạo chủ, mới có tư cách trở thành hỗn nguyên tiên đế. Túc Hồng Ngọc trong lòng âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ, bọn hắn còn không biết hỗn nguyên đạo thiên tỷ đã bị hủy, còn tưởng rằng trở thành tiên đế sẽ có chỗ tốt cực lớn. Đột nhiên, Túc Hồng Ngọc giống như là phát giác được cái gì, quay đầu, kinh ngạc hướng hứa ứng nhìn lại. Hứa ứng bề ngoài như thường, nhìn không ra có cái gì dị trạng, nhưng mà Túc Hồng Ngọc lại phát giác được hứa ứng thể nội hồng mông đại đạo càng ngày càng mạnh lớn, mỗi loại thiên địa đại đạo từ hắn hồng mông đại đạo bên trong thức tỉnh, tốc độ nhanh chóng, cho dù là nàng cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn trên Hồng Mông Đại Đạo có cực cao lĩnh ngộ. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên phát giác được hứa ứng Hồng Mông Đại Đạo giống như là đi vào bình cảnh nào đó, khó mà đột phá. Nàng Hồng Mông Đại Đạo đã là đạo chủ cảnh đại viên mãn, lập tức biết được phây khốn hứa ứng nan đề là cái gì, lúc này truyền âm nói, mờ mịt mà không tuân, âm u mà đồng quy, siêu Hồng Mông, hỗn hy di, tịch liêu mà chớ ta biết, đây là vô lượng kiếp không ra thân chi bí truyền. Hứa ứng nghe nói, đột nhiên lúc trước không hiểu chỗ bỗng nhiên quán thông, chỉ một thoáng thể nội hồng nguyên bên trong, mọi loại thiên địa đại đạo nhao nhao thức tỉnh, riêng phần mình hỗn đạo hồng mông. Trong khoảnh khắc, hắn hồng mông đại đạo liền bao quát mấy chục vạn loại thiên địa đại đạo, mấy chục vạn loại thiên địa đại đạo nhao nhao cùng hồng mông đại đạo cảnh giới cân bằng. Cùng một thời gian, hồng mông tuần chứng thái cực, mấy chục vạn chủng đại đạo hóa thành ngũ thái, thái dịch, thái thủy, thái sơ, thái tố, thái cực, đem cái này năm loại tiên thiên đại đạo lấp đầy, ngũ thái hợp nhất mà hóa vô cực. Vô cực tiếp tục tuần chứng, Thái nhất, luân hồi, nhân quả, kiếp vật, sát phạt, tịch diệt, hỗn độn, cái này tám loại tiên thiên đại đạo bên trong, đồng dạng cũng nhiều thêm mấy chục vạn chủng đạo chủ cấp thiên địa đại đạo. Mà hắn hư không đại đạo cũng tại thời khắc này, nắm giữ mấy chục vạn chủng thiên địa đại đạo thuộc tính. Cuối cùng hư không đại đạo hướng trong cơ thể hắn dị đạo dũng mãnh lao tới, đem mấy chục vạn loại thiên địa đại đạo nhét đầy dị đạo bên trong. Hứa ứng thân thể hơi rung, chậm rãi mở mắt một cỗ minh mông cuồn cuộn nhét đầy hoàn vũ hạo nhiên chi khí, tự nhiên sinh ra. Giờ khắc này, hắn trong lúc bất chợt liền hậu thiên đại đạo viên mãn, bước ra nhân sinh bên trong một bước mấu chốt nhất. Một bước này bước ra, chính là hậu thiên ngự tiên thiên đại đạo chi chủ. Hắn nhìn rõ thể nội các loại đại đạo, tiếp lấy ánh mắt chậm rãi từ ở đây đế tộc trên mặt đảo qua, lập tức vừa nhìn về phía cái kia từng bộ quy mô cực lớn đế quan. Hỗn nguyên chư đế, không gì hơn cái này, thanh âm của hắn ở trong kim loan điện vang lên. Chương 1698, như ý tiểu lang quân. Một tiếng này không gì hơn cái này, lại đem ánh mắt mọi người tụ tập ở trên người hắn. Hứa ứng trong lòng máy động, hắn lần này là vì tránh né đế thần lùng bắt mới đi đến hoàng cực đế đô, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc, yên lặng chờ bọn hắn đánh nhau, chính mình liền có thể vụng trộm chạy đi, chẳng phải là tốt. Hiện tại, chính mình nói ra loại lời này, còn có thể lưu lại làm bọn hắn hỗn nguyên tiên đế hay sao? Nếu không, rộng rãi một chút trong lòng của hắn thầm nghĩ, vị đạo hữu này hẳn là cũng nghĩ nhúng chàm đế vị. Văn gia tộc lão ánh mắt quét tới, nhận ra sau lưng của hắn hắc quan, ha ha cười nói, người nói hỗn nguyên chư đế không gì hơn cái này, nghĩ đến người ngụm này trong đế quan tiên đế, kỳ nhân thành tựu, nhất định ở trên chư đế A. Tần gia tộc lão ánh mắt chấp động, nói khinh thị chư đế thế gia, mở miệng vũ nhục chư đế, các hạ lại là xuất thân từ vị nào tiên đế thế gia. Lại có một vị thế gia tộc lão cười lạnh nói, lịch đại hốn nguyên tiên đế, đều là tu luyện tới cuối cùng người, người lại có gì đảm lượng, dám nói mặt khác tiên đế không bằng nhà ngươi tiên đế. Lại có gì đảm lượng, dám nói tiên đế thế gia truyền thừa, không bằng nhà ngươi truyền thừa. Túc Hồng Ngọc cũng không nhịn được vì hứa ứng nhéo một cái mồ hôi lạnh, lặng lẽ truyền âm nói, hứa đạo hiếu, người trước nhận cái sai, mặt khác do ta túc ra là người hóa giải. Hứa ứng nói nhỏ, vô cùng cảm kích, chư vị đạo huynh, vừa mới là ta cản dỡ tiểu tử hứa ứng, ở chỗ này cho chư vị bồi cái không phải. Hứa ứng nhìn chung quanh một tuần, cất cao giọng nói, ta vừa mới câu nói kia, chỉ là phát ra từ đáy lòng thực tình, không còn niệm khác, cũng không có muốn vũ nhục chư đế vũ nhục chư vị ý tứ. Ta vừa rồi có chỗ đột phá, trong lúc bất chợt liền đạt đến đạo chủ độ cao, ta nhìn một cái, liền đem chư đế thế gia đạo pháp thần thông nhìn thấu, đem chư đế tu trì đại đạo xem thấu, cho nên mới có này thở dài. Túc Hồng Ngọc nghe vậy, sắc mặt đột biến, thầm nghĩ cái này, ta túc gia hóa giải không được. Quả nhiên, trừ đế thế ra, trên dưới một mảnh tức giận, thậm chí ngay cả những cái kia đế quan giờ phút này cũng bành bành nhảy lên không ngớt, hình như có tuyệt thế tiên đế nghe nói như thế tức giận đến nhịn không được liền muốn xác chết vùng dậy. Hứa ứng thấy mọi người sắc mặt không đúng, vội vàng giải thích nói, chư vị, thực không dám giấu giếm, bây giờ đạo của ta đã thành, ta đại đạo, siêu việt tiên thiên cửu đạo, mặc kệ là đạo minh cửu đạo tuần chứng, hay là bọn ta tiên triều bất nhị pháp môn, hết thảy đều lộ ra cấp thấp, đạo của ta, lên đỉnh cao nhất, lãm chúng sơn, để cho ta chờ cảm thấy các ngươi nhỏ bé. Ta thật không có muốn vũ nhục các ngươi ý tứ, đây là lời nói thật, hắn tu thành hậu thiên đạo chủ, đối với tiên thiên cửu đạo các loại pháp môn nhưng tại ngực, ánh mắt đảo qua đám người, một thân tu hành các loại đại đạo, liền toàn bộ nắm giữ. Hắn nhìn về phía từng bộ đế quan, từ đế quan tản ra khí tức, liền có thể kết luận người trong quan tài khi còn sống tu luyện là loại nào đại đạo. Đây chính là hậu thiên ngự tiên thiên mang tới tăng lên hết thảy tiên thiên đại đạo, đều là người chỗ gặp sở ngộ, đều là hậu thiên đại đạo, đều là tại hắn hậu thiên đại đạo bên trong, bởi vậy hứa ứng chỉ cảm thấy hỗn nguyên tiên triều chư đế, bất quá cũng như vậy, cũng không có nhảy ra hắn hậu thiên đại đạo giao. Bất quá lời này hay là quá làm giận, để chư đế thế ra trên dưới nhau nhau vô án gầm thét. Hứa ứng thở dài, nghiêm túc nói, chư vị, các người nhiều nhất chỉ là tại một loại nào đó trên đại đạo tạo nghệ so ta sâu. Nhưng các ngươi tu luyện bất luận cái gì đại đạo, đều tại đạo của ta bên trong, Ta xem các ngươi, liền giống trên lòng bàn tay xem văn, thấy rõ." Hắn nắm thật chặt trên lưng Hắc Quan, tiến lên trước một bước, thẳng đi vào tần gia đế quan phía trước, sắc mặt nghiêm nghị nói, "Đế Hiên bệ hạ khi còn sống tu thành chín loại tiên thiên đại đạo, đem tu luyện tới cuối của đại đạo trình độ. Nhưng hắn hẳn là chỉ là được sự giúp đỡ của Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ, mới đi đến một bước này. Hắn căn bản đại đạo, nhưng thật ra là nhân quả đại đạo. Hắn thôi động điều vận nhân quả đại đạo, một đạo nhân quả kim luân lập tức xuất hiện." kim quang lập lòe, đem hoàng cực đế đô hết thảy nhân quả toàn bộ thu nạp. Thậm chí, hứa ứng thôi động nhân quả kim luân thời điểm, hỗn nguyên tiên triều hạ hạt ngàn vạn vũ trụ chuỗi nhân quả cũng ùn ùn kéo đến, dung nhập vào nhân quả kim luân bên trong. Hắn nhân quả kim luân uy năng không ngừng kéo lên, vậy mà tại ngắn ngủi một lát, kim luân bên trong liền hình thành một cái kim quang lập lòe hồng nguyên. Đây chính là bất nhị pháp môn tu luyện tới đạo chủ cảnh dấu hiệu. Đế hiên bệ hạ chỉ có nhân quả đại đạo mới thật sự là cuối của đại đạo, Mặt khác tám loại đại đạo cuối cùng, chỉ là lấy bảo chứng đạo ngụy cuối cùng. Hứa ứng tại Đế Hiên Đế Quan di chuyển về phía trước động bước chân, lấy tay là ấn, trưởng nhân quả, khống luân hồi, trong nháy mắt kiếp vận sinh, sát phạt lên. Trong khoảnh khắc, mặt khác tám loại tiên thiên đại đạo dần dần hiển hiện, cùng nhân quả đại đạo cùng một chỗ, tại phía sau hắn hình thành chín tòa khác biệt hồng nguyên. Hỗn độn hồng nguyên một mảnh không hiểu lý lẽ, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Hồng Mông hồng nguyên bên trong có tiên thiên linh quang thay ngén sinh cơ bắt đầu hiện. Vô cực ngũ thái sinh, diễn thái cực, thái nhất sinh vạn đạo, luân hồi ngự chúng sinh, chúng sinh sinh nhân quả, nhân quả sai, kiếp vận sinh, sát phạt lên, cuối cùng tịch diệt. Hứa ứng chín tòa hồng nguyên, diễn hóa chín loại vũ trụ hình thái, khiến cho người nhìn mà than thở. Bất quá, đế hiên bởi vì là lấy bảo chứng đạo nguyên nhân, hắn tiên thiên cửu đạo chỉ có nhân quả viên mãn, đại đạo khác đều chưa từng viên mãn. Hứa ứng giang hai cánh tay, thôi động chín đại hồng nguyên, chín loại hồng nguyên vận chuyển, hơi có vẻ sắp trệ, nói, bởi vậy đế hiên đạo Pháp sơ hở liền xuất hiện tại cái khác tám loại tiên thiên đại đạo bên trên. Hắn nếu là gặp được ta, chỉ vận dụng nhân quả đại đạo, còn thôi, nếu là vận dụng mặt khác tám đạo, thua không nghi ngờ. Hắn đạo hạnh chiều sâu có lẽ không bằng chư đế, nhưng đạo hạnh chiều rộng, liền muốn siêu việt chư đế rất rất nhiều. Tần ra một đám cao thủ vừa sợ vừa giận, một vị tộc lão vô an quát, người như thế nào biết ta tần ra công pháp. Hứa ứng chỗ vận chuyển chín đại hồng nguyên, chính là đến truyền lại từ đế hiên công pháp, cửu cực đại chứng đạo quả thiên. Tần khắc dụng quát, người trộm ta tần gia tuyệt học, còn dám nói xấu ta đế tộc công pháp. Hôm nay, ta, hắn đang muốn đứng dậy, lại bị một cái đại thủ đặt tại đầu vai. Tần khắc dụng quay đầu nhìn lại, nào nào, võ tiên thừa, người đây là ý gì? Đè lại hắn người kia cũng không phải là tần gia cao thủ, mà là đế hiên tiên triều lúc tiên thừa võ nguyên cơ. Võ Nguyên Cơ là đế hiên thời đại tồn tại cường đại nhất một trong, gần với đế hiên, có truyền ngôn nói đế hiên ứng kiếp đằng sau, tiên thừa Võ Nguyên Cơ liền sẽ đăng lâm đế vị. Tiên thừa Võ Nguyên Cơ lắc đầu, nói khẽ, đế hiên bệ hạ lúc còn sống nói với ta, hắn cùng đạo minh chủ đối chọi lúc, phát giác được nhược điểm của mình, bị đạo minh chủ gây thương tích. Khi đó hắn nói, chính mình chỉ có nhân quả đại đạo không tồn tại nhược điểm, mặt khác tám loại đại đạo đều là tồn tại nhược điểm, bị đạo minh chủ từng cái kích thương. Tần khắc dụng nghe vậy, trong lòng hãi nhiên, vội vàng nhìn về phía hứa ứng, thấp giọng nói, hắn là đạo minh chủ. Không đúng, không đúng, tiên thừa võ nguyên cơ truyền âm nói, hắn tự nhiên không phải đạo minh chủ, nhưng hắn lai lịch còn nghi vấn. Trên đời có không ít tiên đế thế gia biến mất, lần này đế thần cũng phái người chặn giết, không ít tiên đế thế gia không thể trình diện. Nhưng chỉ cần đi thăm dò, liền có thể tra ra hắn có hay không là tiên đế thế gia. Ánh mắt của hắn chấp động, thấp giọng nói, ta đã phái người đi tra, ít ngày nữa liền có tin tức. Hứa ứng đi vào đế thắng đế quan trước, nói đế thắng bệ hạ tu tập sát phạt lập nghiệp, một thân sát phạt đại đạo tu luyện tới tuyệt đỉnh, cho dù ta biết một vị khác tiền bối, chỉ sợ cũng chỉ hơi không bằng. Nhưng mà, hắn cùng đế hiền bệ hạ mau bệnh một dạng, mặt khác tiên thiên bát đạo đồng dạng xuất hiện lấy bảo chứng đạo nhược điểm. Cái này tám loại tiên thiên đại đạo chỉ là đến gần vô hạn cuối của đại đạo, mà không phải chân chính cuối cùng. Hắn một bên nói, một bên thôi động tiên thiên cử đạo, lấy sát phạt làm hạch tâm, mặt khác tám đạo làm phụ, đạo pháp vận chuyển, trong đó sát trệ chỗ, rất là rõ ràng. Tu ra đám người cười lạnh không thôi, nhưng trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng. Hứa ứng thi triển chín đạo vận chuyển, hình thành các loại dị tượng, đúng là bọn họ tu ra trinh phạt đạo tấn kinh vận chuyển lúc tình hình. chương 1699, thậm chí bọn hắn tu ra người, cũng không có bao nhiêu người có thể đem trinh phạt đạo tấn kinh tu luyện tới hứa ứng độ cao như thế. Chỉ là, Hứa ứng nói ra trinh phạt đạo tấn kinh nhược điểm, nói chắc như đinh đóng cột, lại làm cho người không phục lắm. Đế thắng tiên triều thiên thượng hầu ngăn trở ý đồ khiêu chiến hứa ứng người, nói bệ hạ từng ở trong hỗn độn hải gặp hỗn độn chung, bị nó gây thương thích, từ nói đạo pháp bên trong có sai. Cùng thiếu niên này chỉ, độc nhất vô nhị, các ngươi nếu là tiến lên lĩnh giáo, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tu ra trên dưới lấy làm kinh ngạc, đế thắng năm đó trinh phạt hỗn độn hải, ý đồ đem hỗn nguyên tiên triều cương vực khuếch trương đến càng xa xôi biên giới. Khi đó, hỗn nguyên tiên triều mở hư không dịch chạp, hư không đường núi, liên tiếp từng tòa vũ trụ, thậm chí đã thông đến hỗn độn hải vòng ngoài. Hắn hỗn nguyên tiên triều quản hạt cương vực, sau hiện nay lớn không chỉ gấp 10 lần. Nhưng mà đế thắng đế quốc to lớn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, đế thắng có một lần xuất trinh đằng sau, trở về liền bị trọng thương, thế là chủ động tốn vị, tuyển bạt đời sau tiên đế mà hắn thì gánh chịu lấy hỗn nguyên tiên triều kiếp vật, như vậy thân tử đạo tiêu. Lần kia trọng thương trực tiếp hủy đế thắng một tay chế tạo đế quốc to lớn, cũng thiếu chút để đế quốc diệt phong. May mắn được người kế nhiệm đế dậy ngăn cơn sóng dữ cứu hỗn nguyên tiên triều tại sẽ nghiêng thời khắc. Đế thắng tại chính thịnh chi năm đột nhiên trọng thương ngã gục, thủy chung là bí mật đoàn, cho dù là tu ra cũng không biết hắn thương tại trong tay ai. Bây giờ mới biết vị này hùng tài vĩ lược đại đế, đúng là bị hỗn độn chung trọng thương hứa ứng đi hướng dụ ra, tại đế nhìn đế quan trước, một bên chỉ trích ra đế lộ vẻ đạo pháp lỗ hồng, một bên thôi động đạo pháp, đem dụ ra công pháp thôi động. Dụ ra trên dưới sắc mặt tái nhợt, lại không người dám động. Hứa ứng thúc dục công pháp, chính là dụ ra luân hồi vĩnh chứng bất diệt kinh. Bọn hắn vốn cho là luân hồi vĩnh chứng bất diệt kinh hẳn là trên đời này lợi hại nhất công pháp, không có bất kỳ cái gì sơ hở có thể nói, lại không nghĩ rằng, thế mà bị một thiếu niên trực tiếp ngay trước mặt khác đế tộc trước mặt, Đem môn công pháp này thi triển đi ra, đồng thời vạch ra trong đó sơ hở chín mạng. Hứa Ứng không để ý đến bọn hắn, đi vào văn gia đế quan trước. Văn gia Như Lâm đại địch, Hứa Ứng giảng xong văn gia đạo pháp cùng nó sơ hở, lại đi hướng tiếp theo cỗ đế quan. Hắn êm tai nói, ngay tại trong kim loan điện này, một bên diễn luyện chư đế công pháp, đem chư đế đạo pháp thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, một bên lại chỉ trích ra chư đế đạo pháp không đủ. Các đại đế tộc thế ra sắc mặt tái nhợt, Hứa Ứng đi một vòng cuối cùng đi vào túc hồng ngọc trước mặt, trần chờ một chút, hay là đi đến đế chiếu đế quan trước. Vân bác hầu bọn người trong lòng siết chặt, tiến lên trước một bước, liền muốn ngăn cản hắn diễn luyện túc ra hồng mông vô lượng kiếp kinh, túc hồng ngọc đưa tay, sắc mặt có chút khẩn trương, nói, không cần cản hắn. Ta cũng muốn biết, ta túc ra hồng mông vô lượng kiếp kinh, phải chăng có sơ hở. Biết, mới có sửa lại hy vọng, nếu là không biết, vậy liền lại không tiến bộ khả năng. Vô chi, mới là thành kiến nàng rất muốn siêu việt tiền nhân, siêu việt tiên tổ đế chiếu, nhưng muốn siêu việt đế chiếu, liền cần đánh vỡ vô chi. Hứa ứng ở trước mặt mọi người, thì triển ra hồng mông vô lượng kiếp kinh, chi tiết vô lậu vạch ra đế chiếu đạo pháp chỗ sơ hở. Túc hồng ngọc sắc mặt càng tái nhợt, đợi cho hứa ứng đem tất cả sơ hở vạch ra, nàng đã mặt không có chút máu, nhưng vẫn là đứng dậy, hướng hứa ứng xá dài tới đất, chân thành vạn phần nói, hồng ngọc, đa tạ hứa đạo huynh chỉ điểm, vô cùng cảm kích. Hứa ứng vội vàng nâng nàng, cười nói, nếu không có người chỉ điểm, ta cũng không thể tham phá khốn nhiễu ta đã lâu nan đề. Người ném ta lấy mộc đào, ta báo người lấy quỳnh dao. Túc Hồng Ngọc nói nhỏ, người đi mau, trừ đế thế ra, quả quyết sẽ không lưu ngươi trên đời này. Hứa ứng trong lòng khẽ giật mình, không hiểu ý nghĩa. Hoàng cực đế đô lạc thủy cung bên trong, nguyên vị ương thân mang nữ quan võ trang phục, giơ kiếm đặt ở đầu gối, ngồi ở trên mặt nước, mặt nước bình tĩnh không lay động, chỉ có sương mù màu trắng phiêu đáng trong sương mù mặt nước như là gương sáng, tỏa ra kim loan điện bên trong hết thảy. Nàng ở chỗ này nhìn trộm kim loan điện đã lâu, nhưng mà lại không người có thể phát giác. Đại tế tử ở chỗ này quan sát thật lâu, phải chăng đối với cái này hắc tư cố ý. Đế hậu nương nương chân đạp mặt nước, cất bước đi tới, trêu gẹo nói, lúc này chính vào nguyên ái tiết, chính là tình yêu nam nữ thời khắc. Đại tế tử cũng là thân nữ nhi, bản cung cũng có thể tác hợp. Nguyên vị ương thu hồi ánh mắt, nói, nương nương nói đùa. Đế hậu nương nương nghiêm mặt nói, nhìn chung hỗn độn hải, có thể tại tài học bên trên đuổi kịp ngươi, thực sự quá ít. Đế thần bệ hạ đã là tuyệt đại nhân vật, nhưng hắn cũng không xứng với ngươi. Mà cái này mặt đen hán tử, lại tại trên đạo Pháp không thua ngươi. Đại tế tử chớ có thác thất lương cơ, nguyên vị ương từ chối cho ý kiến. Đế hậu nương nương cười nói, ngươi nếu là ngưỡng mộ trong lòng, ta liền ra mặt cứu hắn. Cứu hắn, nguyên vị ương ngơ ngẩn, đế hậu nương nương cười nói, cái này gọi hứa ứng bây giờ vạch ra chư đế công pháp sơ hở, lại thể hiện ra tuyệt thế đại đế phong thái, ngươi cho rằng chư đế thế ra có thể khoan nhượng hắn. Ngươi nắm giữ công pháp của ta sơ hở, lại là ta đang lâm đế vị lớn nhất chứng ngại vật, đương nhiên là càng sớm diệt trừ ngươi càng tốt. Nàng cười lạnh nói, bệ hạ còn chưa lộ ra phản ý, liền có bệ hạ muốn tạo phản lời đồn truyền đi xôn xao, tự nhiên là những người này ở đây phía sau trợ giúp. Bọn hắn dễ dàng tha thứ không được bệ hạ, tự nhiên cũng dễ dàng tha thứ không được hứa ứng. Nguyên vị ương thử dò xét nói, như vậy bệ hạ muốn tạo phản A. À. Đương nhiên muốn phản, đế hậu nương nương lẽ thẳng khí hùng, nói, bệ hạ nhất định phải tạo phản. Bệ hạ không phản, hỗn nguyên tiên triều không tốt đẹp được. Nàng tràn đầy phấn khởi, nhìn chằm chằm mặt hồ, cười nói, chư đế vì công, nhưng chư đế thế ra nhưng đều là tràn đầy tư tâm. Ngươi chờ nhìn, đợi chút nữa những lão già này liền sẽ nhịn không được động thủ, đưa ngươi như ý tiểu lang quân đánh thành bột mịn. Nguyên vị ương không khỏi là hứa ứng lo lắng. Đúng lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nương nương, đại tế tử các ngươi đang nhìn cái gì? Đế hậu nương nương lộ ra nét mừng, cười nói, bệ hạ trở về. Đại tế tử bệ hạ trở về, người tiểu lang quân liền được cứu. Đế thần từ ngoài cung đi tới, nghe vậy kinh ngạc nói, cái gì tiểu lang quân? Đế hậu nương nương cười nói, bệ hạ mời xem, chính là thiếu niên mặt đen này. Đế thần đi vào lạc thủy cung, ánh mắt rơi vào trên mặt nước, hứa ứng khuôn mặt đập vào mi mắt. Theo Tam Dương khai thái về sau, khả năng hoạn có giấc ngủ hô hấp tạm dừng hội chứng, dùng áp ghi chép giấc ngủ tiếng ngáy, ban đêm đi ngủ có bao nhiêu lần hô hấp đình chỉ, có đoạn thời gian hô hấp ngừng một phút đồng hồ. Ban ngày thường xuyên mê man, lực chú ý không tập trung. Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra, mới độc gốc truyền bá sắp đến, chư vị coi chừng. Trường 1700, không gì hơn cái này, đế thần giống như cười mà không phải cười, rơi vào hứa ứng phía sau chiếc khắc quan kia bên trên. Bệ hạ lúc này trở về, hẳn là muốn làm sự tình, đã làm xong. Đế hậu nương nương dò hỏi, đế thần thản nhiên nói, nguyên bản không có làm thỏa đáng. Nhưng bây giờ làm xong, đế hậu nương nương cùng nguyên vị ương đều không hiểu ý nghĩa. Đế thần ánh mắt thăm thẳm, nhìn xem hứa ứng trong lòng yên lặng nói, chấm cùng một đám triều thần tìm khắp hỗn độn hư không, tìm lâu không có kết quả, hiện tại những thần tử kia còn tại tìm kiếm tung tích của ngươi. Không nghĩ tới, ngươi thế mà tự chui đầu vào lưới. Nguyên thủy đạo khí, rốt cục đưa đến tay ta. Trong hỗn độn hải, Hỗn Nguyên Tiên Triều Vương hầu tướng lĩnh còn tại truy kích Hứa Ứng Đạo Thân, rốt cục vượt qua mấy trăm cái vũ trụ, đem Hứa Ứng Đạo Thân vây khốn. Tiên Triều Cửu Vương thập bát hầu, giờ phút này toàn bộ xuất động, điều vận các lộ đại quân, bao vây chặn đánh, suýt nữa để Hứa Ứng chạy thoát, quả thực để bọn hắn nén giận. Càng làm cho bọn hắn kinh sợ chính là, Đạo Minh cao thủ liên tục không ngừng đến đây còn có hỗn độn chung cùng hỗn độn sinh vật cũng thỉnh thoảng đến đây tham gia náo nhiệt để bọn hắn mệt mỏi ứng đối. bất quá cũng may rốt cục đem tiểu tử này khốn trụ. hỗn nguyên tiên triều tả tướng nghệ đạo nhân nhẹ nhàng thở ra cười nói bây giờ hắn không đường có thể trốn a. À. hứa ứng kia cóng hắc quan đã rơi vào bọn hắn bày ra thiên la địa võng bên trong tả hữu va chạm lại bị tiên triều tướng sĩ nhiều lần giết trở lại. xin mời cửu vương xuất thủ đem kẻ này bắt. tả tướng nghệ đạo nhân kho người nói. Hỗn Nguyên Tiên triều chín vị vương khác họ riêng phần mình đi lên phía trước, đang muốn đi vào trong trận, đột nhiên dừng bước. Chỉ gặp trong Hỗn Độn Hải sóng cả chợt hiện, một cái như ba ba như rùa hỗn độn sinh vật thừa đợt phá sóng, đi về phía bên này. Nghệ đạo nhân sắc mặt hơi trầm xuống, lại là đạo minh hỗn độn biện chủ. Hồn chân sinh thật sự là âm hồn bất tán, lúc này, đã thấy trong hỗn độn hải sát phạt chợt hiện, có một vị đạo nhân đi tới, tự thân sát khí bổ ra nặng nề hỗn độn chi khí nghệ đạo nhân trong lòng máy động đạo minh chủ trưởng sát phạt vu đạo huyền trong hỗn độn hải hồng mông động tiên thiên linh quang linh linh rung động trong linh quang diễn hóa ngàn vạn tiên thiên linh bảo linh bảo vòng ngoài hiện ra từng cái vũ trụ hồng nguyên trong đó có một lão giả đi tới ngàn vạn linh bảo thiên biến vạn hóa đạo minh chủ trưởng hồng mông vạn thánh tôn sư nghệ đạo nhân mới vừa biết ra lão giả này nhưng lại gặp đạo minh vô cực quan chủ luân hồi điện cố đạo sinh nhân quả điện giang tự lưu bọn người cũng từ khác nhau phương hướng đi tới đạo minh chín đại điện chủ, trừ đạo tịch, đều đi tới. Nghệ đạo nhân trong lòng hơi rung, nhìn về phía đạo minh tám vị điện chủ. Đạo minh cùng hỗn nguyên tiên triều ý nghĩa chính khác biệt, đạo minh là vì truy tìm đại đạo trung cực ảo diệu, tiên triều thì là vì gian sơn tồn tục, đời đời truyền thừa. Song phương có nhiều mâu thuẫn, đã từng nhiều lần giao phong, có nhiều tử thương. Trước đó không lâu, còn có hồn chân sinh bọn người đại náo hoàng cực đế đô, ý đồ bắt đi đại tế tử nguyên vị ương sự tình phát sinh. Vạn thánh tôn sư nhìn về phía bị vây ở trong trận hứa ứng, ha ha cười nói, đối phó ta đạo minh đệ tử ngoại môn, hoàng cực đế đô thế mà xuất động cửu vương thập bát hầu, còn có tả hữu nhị tướng, cùng 36 thiên tướng, trận thế thật là quá lớn. Vu đạo huyền đi lên phía trước, nói cái này khiến ta càng hiếu kỳ, ta đạo minh đệ tử ngoại môn trên lưng chiếc khắc quan kia, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Tả tướng nghệ đạo nhân hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nếu là đạo tịch đạo huynh cũng tới, ta hoàng cực đế đô hoàn lễ để chư vị ba phần, nhưng là đạo minh chín điệt, chỉ tám vị. Ta chỉ sợ tám vị đạo huynh muốn vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Đúng lúc này, kiếp vận điện đạo nhàn cung chủ đột nhiên nói, các vị đạo hiếu, người không đúng, đi đi. Các điện điện chủ nghe vậy, riêng phần mình khẽ giật mình, nhao nhao hướng bị vây ở trong trận thế hứa ứng nhìn lại, nhưng gặp hứa ứng các loại đại đạo, chúng diệu đều có, cửu đạo tuần chứng, xuất thần nhập hóa, cùng tạo thành trận thế một đám hoàng cực đế đô cao thủ giết đến thiên hôn địa ám. Luân hồi điện chủ cố đạo sinh vội vàng thôi động luân hồi thiên nhãn, hướng hứa ứng nhìn lại, hắn luân hồi thiên nhãn có thể thấm nhuần hết thảy vũ trụ, nhưng có luân hồi biến hóa, đều là khó thoát nó thiên nhãn. Nhưng mà hắn nhìn về phía hứa ứng, nhìn thấy lại là rắn rắn chắc chắc chân nhân, một thân không có vận dụng cái gì luân hồi thần thông đến che đậy bọn hắn. Người không thể nào là giả, cố đạo sinh kinh nghi bất định, nhân quả điện chủ giang tự lưu thôi động nhân quả đại đạo, thấy rõ hết thảy nhân quả, hướng hứa ứng nhìn lại, đem hứa ứng trên thân các loại thiên địa nhân quả rõ ràng trong lòng, không khỏi nhíu chặt lông mày. Trong trận người nếu là giả, như vậy hắn liền có thể che đậy đại nhân quả, làm đến chân chính nhảy ra nhân quả, không rơi vào luân hồi. Giang tự lưu lắc đầu nói, ta không biết người nào có thủ đoạn này. Hồn chân sinh mấy người cũng nhao nhao hướng hứa ứng nhìn lại, bọn hắn là riêng phần mình đại đạo cuối cùng đôi mắt này có thể nói nhìn rõ mọi việc, thấy rõ hết thảy hỗn độn, hồng mông, thái nhất, phô cực các loại tiên thiên đại đạo biến hóa nhưng mà ánh mắt rơi trên người hứa ứng kia lại nhìn không ra có bất kỳ khác biệt. bất quá kiếp vận điện đạo nhàn cung chủ trên kiếp vận chi đạo tạo nghệ thực sự quá cao nàng đám người không khỏi không tin. đạo nhàn cung chủ quay người rời đi hồn chân sinh phù đạo huyền các loại điện chủ cũng lần lượt rời đi. tả tướng nghệ đạo nhân ngơ ngẩn nhìn về phía bị vây hứa ứng trong lòng có chút chần chờ hắn vận dụng các loại thủ đoạn dò xét hứa ứng đều là một người sống tuyệt không phải đạo thân bởi vì hứa ứng trên người có các loại khí thức của đại đạo cửu đạo tuần chứng cũng cực kỳ chính tông thậm chí ngay cả hứa ứng phía sau hắc quan khí thức cũng là như thế chân thực thỉnh thoảng chảy ra một loại dị đạo khí thức bắt lấy hắn nghệ đạo nhân hừ lạnh một tiếng phân phó nói sinh tử bất luận hắn ra lệnh một tiếng cửu vương bên trong vô cực vương tiêu tắc sơn xuất chiến xâm nhập trong trận thế hứa ứng còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhưng vô cực vương tiêu tắc sơn là bực nào lợi hại một thân chính là vô cực đại đạo tu thành cuối cùng, đưa tay ở giữa liền đem hứa ứng hết thảy đạo pháp toàn bộ áp chế, sau một khắc hứa ứng bành một tiếng nổ tung, hóa thành một mảnh hư không. Tiêu Tắc Sơn ngây người, chụp vào chiếc hắc quan kia, đã thấy hắc quan cũng từ bành một tiếng nổ tung, đồng dạng hóa thành một mảnh hư không. Tiêu Tắc Sơn xông vào trong hư không, ống tay áo run run, đem hư không thu nhập chính mình hai tay áo, nhưng mà trong hư không không có vật gì, rất nhanh liền tại hắn trong tay áo tán đi. Tiêu Tắc Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía tả tướng nghệ đạo nhân, nghệ đạo nhân sắc mặt có chút khó coi, trong tiếng hít thở, nói, hư không đạo thân. Hắc hắc, hư không đại đạo, quả nhiên lợi hại cực kỳ, khó trách bệ hạ lược bài chúng nghị, muốn phong nguyên vị ương là đại tế tử. Cửu vương thập bát hầu sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn hắn truy kích hứa ứng đã dài đến mấy năm, thiên tân vạn khổ cuối cùng đem hắn vây khốn, không nghĩ tới chỉ là một bộ hư không đạo thân. Chỉ là, hư không đại đạo ở trong hỗn độn hải trời sinh không trọn vẹt làm sao lại lập tức thêm ra hai vị hư không đạo chủ. Chúng ta đi, tả tướng nghệ đạo nhân ra lệnh một tiếng, đám người lập tức thu binh, từng chiếc lâu thuyền sông vào hư không, tiến vào hỗn nguyên tiên chiều mở hư không đường núi, hướng về hoàng cực đế đô tiến đến. Hồn chân sinh, cố đạo sinh, gian tự lưu các loại đạo minh điện chủ không có đi xa, mà lại yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Đột nhiên, hồn chân sinh nói, đạo nhàn đạo hiểu, ngươi là như thế nào biết được hứa ứng cũng không phải là hứa ứng. Chư vị điện chủ ánh mắt rơi trên người đạo nhàn cung chủ, đạo nhàn cung chủ nói, hứa ứng hư không đạo thân đã xuất thần nhập hóa, bắt trước được tự thân tiên thiên cửu đạo, thậm chí ngay cả hỗn độn đại đạo cũng bắt trước được tới. Kiếp vận với hắn mà nói, tự nhiên không nói chơi. Nhưng mà hắn kiếp vận nhất là khó dò, hắn hỗn độn tương lai, nhiễu loạn nhân quả, che đậy luân hồi, nhưng kiếp vận là hắn không cách nào lừa gạt. Ta thấy được hắn tại tương lai, hủy diệt tam giới vũ trụ tình hình. Mà trên người hứa ứng này, ta cũng không thấy cảnh này. Luân hồi điện chủ cố đạo sinh không khỏi kinh ngạc, thất thanh nói, người có thể nhìn thấy tương lai của hắn. Không đúng, hắn tại ta luân hồi chỉ tu hành hồi chiếu lúc, hắn tất cả tương lai hết thảy không thể gặp. Đạo nhàn cung chủ thản nhiên nói, ta cũng chỉ thấy được hắn một loại tương lai. Nói như vậy, đạo minh chủ nói tới đại nhân vật. Hồn chân sinh lẩm bẩm nói, chẳng lẽ không phải trung đạo hiếu, mà là hắn. Những điện chủ khác riêng phần mình trong lòng hơi rung. Hứa ứng nếu là đại nhân vật, như vậy bọn hắn không nhìn thấy hứa ứng tương lai liền chỉ có một cái khả năng, tương lai hứa ứng tu vi thành tựu tại phía xa bọn hắn những điện chủ này phía trên, hỗn độn tương lai. Chương 1701, đạo nhàn cung chủ nói, đại nhân vật liên quan đến chúng ta cùng hỗn độn chủ chi tranh thắng bại, quan hệ đến ta đạo minh phải chăng có thể gặp đại đạo chi chân thực. Vô luận như thế nào, không thể để cho hắn rơi vào hỗn nguyên tiên triều trong tay giang tự lưu thản nhiên nói nếu là đại nhân vật không có khả năng là ta đạo minh đại nhân vật như vậy tốt nhất là chết mất đại nhân vật các vị điện chủ nhao nhao gật đầu hứa ứng còn không biết đế thần đã trở lại hoàng cực đế đô nghe nói túc hồng ngọc nói như vậy kinh ngạc nói bọn hắn đạo pháp đã bị ta phá còn dám động thủ với ta bất quá hồng ngọc người đại khái có thể nói cho bọn hắn ta đối với đế vị cũng không ý nghĩ túc hồng ngọc khẽ nhíu mày truyền âm nói không phải ngươi không có ý nghĩ liền có thể toàn thân trở ra ngươi vạch ra các đại đế tộc công pháp và đạo pháp nhược điểm dựa theo ý tưởng của người thường bọn hắn vốn hẳn nên cảm ơn ngươi nhưng là đối bọn hắn tới nói người đây cũng là tự tìm đường chết nàng dừng một chút nói lịch đại tiên đế chính mình cũng không cách nào tu bổ những công pháp này bọn hắn chỉ là lịch đại tiên đế hậu nhân càng thêm không cách nào tu bổ hoàn thiện tổ truyền công pháp ngươi nói cho bọn hắn sơ hở ở đâu cũng là vô dụng ngược lại đem bọn hắn tổ truyền tuyệt học sơ hở bại lộ ngươi không chết trong lòng bọn họ khó có thể bình an hứa ứng bật cười rõ ràng có ân với bọn hắn lại muốn đem ân nhân xử lý những này đế tộc thế phiệt logic cùng năm đó nguyên thú thế phiệt cũng không khác biệt gì trong lòng của hắn thầm nghĩ hắn lần này đến mục đích chỉ là vì tránh né đế thần đám người lùng bắt vô ý tham gia cái gì bước thoái vị đế vị chi tranh lúc này truyền âm nói đã như vậy ta rời đi là được túc hồng ngọc ánh mắt chấp động nói ta hộ tống ngươi rời đi không cần Hứa ứng đi về phía Kim Loan Điện đi ra ngoài, lo lắng nói, ta tu thành đạo chủ trước đó, hoàng cực đế đôi những cường giả này cần ta ngưỡng mộ. Ta tu thành đạo chủ đằng sau lại xem bọn hắn, đỉnh đầu của mỗi người đều đâm một cọng cỏ, đánh dấu tốt giá cả. Túc Hồng Ngọc khẽ nhíu mày, không biết hắn những lời này là ý gì. Hứa đạo hữu đi đâu? Đột nhiên, điền gia tộc già điền bất vật đầy mặt hiền lành, ha ha cười nói hứa đạo hữu bây giờ chính vào đối phó đế thần thời kỳ mấu chốt, người không thể đi. Hứa ứng cười nói, chư vị thứ lỗi, đế thần chưa trở về, bây giờ lại là nguyên ái tiết, ta chính là ngây ngô thiếu niên, khó tránh khỏi có tình yêu chi niệm. Thì ra là thế, đám người nhao nhao lộ ra tâm lĩnh thần hội thần sắc, điền bất vật cười nói, người không phong lưu uổng thiếu niên. Hứa đạo hữu người cõng lấy đế quan tiến đến đi gặp, chẳng phải là đường đột sai nhân. Đem đế quan lưu lại, hứa ứng bước chân không ngừng, thẳng đi đến kim loan điện bên ngoài, cười nói, quan tài này can hệ trọng đại, tha thứ ta không có khả năng rời khỏi người. Điền bất phật nghe vậy, cũng tự đứng đứng dậy đến, ha ha cười nói, nguyên ái tiết bên trên, nữ hải thanh xuân uyển chuyển, để cho ta bộ xương già này cũng khó tránh khỏi động tâm. Ta cũng tiến đến đến một chút náo nhiệt, nói không chừng có người ngưỡng mộ ta bộ xương già này. Tần gia tộc lão Tần Phong cốt cười nói, điền đạo hữu người già nhưng tâm không già, đã như vậy, ta cũng đi bồi bồi hắn. Văn gia tộc lão Văn Nguyên cười nói, các người những này già không biết xấu hổ, ra ngoài cũng không sợ bị người chê cười. Đã các người không sợ, ta cũng không sợ, lại có mấy vị tộc lão nhao nhao đứng dậy, la hét muốn tham gia nguyên ái tiết, nhao nhao hướng kim loan điện đi ra ngoài. Hứa ứng nhanh chân đi vào ngoài điện, thầm nghĩ, vị ương biết ta đi vào hoàng cực đế đô, nàng chắc chắn sẽ đến đây tìm ta. Chỉ là nàng chưa hẳn biết ta người ở chỗ nào, hắn bước nhanh ra ngoài đi đến, thể nội hậu thiên đại đạo vận chuyển, muốn thời gian tiên thiên cửu đạo, hư không đại đạo cùng dị đạo, hết thảy không có bất luận cái gì đại đạo thuộc tính, thể nội hồng nguyên như là một mảnh bình hồ, không một gợn sóng. Hắn đi về phía trước động, hồ nước dập dần, đại đạo như là gợn sóng, có thành hồng mông, có thành hỗn độn, có thành vô cực, có thành thái nhất. Gợn sóng cùng gợn sóng va chạm, tạo thành ngàn vạn chủng khác biệt thiên địa đại đạo. Hắn hậu thiên đại đạo quá kỳ diệu, các loại thiên địa đại đạo thời thời khắc khắc ở vào sinh sinh diệt diệt bên trong, vũ trụ hồng nguyên sinh sinh diệt diệt mà bản thân diễn hóa. Lúc này, điền bất vật bước nhanh đi đến bên cạnh hắn cười nói hứa đạo hữu thiếu niên anh hùng không biết trong quan tài chỗ mai táng là vị nào tiên đế hứa ứng lắc đầu nói ta nếu là nói ta cũng không biết trong quan tài mai táng lấy chính là người hay là vật người nhất định không tin đúng hay không điền bất phật cười ha ha ta đương nhiên không tin hứa ứng thở dài nói ta thật không biết người trong quan tài là ai kỳ thật ta cũng không phải là các người hỗn nguyên tiên triều người ta chỉ là đi ngang qua nơi đây lại bị cuốn vào các người phân tranh bên trong điền bất phật cười nói hứa lão đệ đùa giỡn thời điểm rất là chăm chú không biết hứa lão đệ phải trang hữu tâm đế vị hứa ứng nghiêm túc nói ta đối với hỗn nguyên đế vị cũng không có nửa điểm ý nghĩ xấu ta căn bản không muốn làm hỗn nguyên tiên triều tiên đế ta chỉ là đi ra giúp người hộ pháp chính mình cũng không có ngờ tới sẽ xuất hiện những chuyện này điền bất phật cười ha ha nói hứa lão đệ trò cười càng giảng càng tốt xin mời mời hai người cùng nhau mà đi trong bất chi bất giác bay ra tiên đình chỉ gặp trong đế đô thiếu niên thiếu nữ càng nhiều không thiếu có thiên tư tuyệt đại người hiện ra các loại thần thông đạo pháp chờ mong thu hoạch được ý trung nhân chú ý điền bất phật nói hứa lão đệ người nhìn bên kia nữ tử như thế nào hắn đưa tay chỉ hướng một vị sáng dỡ thiếu nữ ngay tại hứa ứng nhìn sang đồng thời điền bất phật đột nhiên thôi động đế không lưu truyền xuống vô cực hạo nhiên tứ chứng thiên muốn thời gian hứa ứng trước mắt hết thảy tất cả đều biến mất thay vào đó là minh mông vô tận vô cực đạo giới. Điền bất vật thân hình sừng sướng tại vô cực đạo giới ở giữa, tô này lúc trước còn lão giả nhỏ gầy giờ phút này trở nên không gì sánh được vĩ ngạn, vô cực đạo giới trên bầu trời, to to nhỏ nhỏ vũ trụ như là trong hư không xứ trong suốt, du động không thôi. Mà ở ngoài vô cực đạo giới, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy mặt khác tám loại khác biệt đại đạo vũ trụ bồng bềnh. Hứa ứng, ta điền ra vô cực hạo nhiên tứ chứng thiên, là tiên tổ đế không bốn lần chứng đạo vô cực sở mộ, lần thứ nhất chứng đạo, xác minh thiên địa, lần thứ hai chứng đạo, đại đạo đẳng thân, lần thứ ba chứng đạo, vô cực hỗn nguyên, lần thứ tư chứng đạo, đạt đến vô cực cuối cùng. Điền bất vật ánh mắt rơi trên người hứa ứng, ở trước mặt hắn, hứa ứng lộ ra cực kỳ nhỏ bé, hắn chậm rãi nắm tay. Quyền bên trong phảng phất nắm hỗn độn hải ngàn vạn vũ trụ vô cực đại đạo, thanh âm ở trong thiên địa chấn động. Ước vạn năm đến, ta người điền ra đau khổ tu hành, đừng nói tham phá công pháp sơ hở, thậm chí không ai có thể đem môn công pháp này tu luyện tới tiên tổ đế không tình trạng. Ngươi lại tham phá ta điền ra công pháp sơ hở, ngươi nói tiên tổ đế không chỉ có một loại đại đạo đến cuối cùng, mặt khác đều là ngụy cuối cùng. Như vậy ngươi duy nhất không thể phá, nghĩ đến chính là vô cực đại đạo A. Nắm đấm của hắn khép lại, một quyền oanh đến, thanh âm nổ vang, cho nên, ta lợi dụng vô cực đại đạo giết ngươi. Hứa ứng ngẩng đầu lên, nhìn xem một quyền này oanh đến, thể nội bình hồ giống như hậu thiên đại đạo đột nhiên gợn sóng chợt hiện chỉ một thoáng tiên thiên cửu đạo, hư không cùng dị đạo đồng thời bộc phát, xuyên qua tại các loại đại đạo mấy chục vạn trùng thiên địa đại đạo, trong khoảnh khắc liền có được sức sống. Giờ khắc này, trong cơ thể của hắn, bên ngoài cơ thể, phảng phất riêng phần mình ra đời một cái hoàn mỹ vũ trụ, hư không cùng tiên thiên cửu đạo cùng dị đạo cân bằng vũ trụ. Một tòa không có khả năng tồn tại hoàn mỹ vũ trụ, đem vô cực đạo giới cắt ra, hình thành lĩnh vực của mình. Hoàng cực đế đồ bầu trời đột nhiên phảng phất động lại một chút, tiếp lấy vô cực đạo giới cùng hậu thiên đạo giới riêng phần mình nổi lên, Điền bất phật thân hình khổng lồ kia xuất hiện ở trước mặt người đời. Hắn vô cực đạo giới tại kịch liệt trùng kích bên trong, vậy mà bắt đầu tan rã. Điền đạo huynh hiểu lầm, ta chưa bao giờ nói qua, ta không phá được vô cực. Ta nói chính là, các người cùng chư đế, không gì hơn cái này. chương 1702, Nguyên Ái Tiết Chi Chiến Làm càn, điền bất phật câu nói này ra miệng, trong miệng lại truyền đến rất nhiều thanh âm của mình, nhao nhao kêu lên, làm càn. Trong lòng của hắn giật mình, lập tức phát giác được những âm thanh này là chính mình phát ra thanh âm. Hắn vô cực đại đạo đã đạt đến đạo chủ cảnh đại viên mãn, đến gần vô hạn cuối của đại đạo, cùng hứa ứng đối bính sau một kích, vô cực đại đạo lại phát sinh biến hóa, vậy mà từ hắn thể nội phân giải, hóa thành thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố cùng thái cực. Vừa rồi cái kia năm âm thanh làm càn, chính là tới từ cái này tiên thiên ngũ thái đại đạo thanh âm. Tiên thiên ngũ thái, cũng là năm loại cực kỳ cao minh lợi hại tiên thiên đại đạo, là vô cực năm loại hình thái. Bất quá vô cực đại đạo diễn biến thành ngũ thái trạng thái, nhưng tuyệt không phải ước nguyện của hắn. Vừa mới hắn một kích kia, năm ngón tay chất chứa ngũ thái đạo lực, đem ta vô cực đại đạo phân hóa. Điên bất vật trong lòng sợ hãi, ta không động dùng mặt khác tiên thiên đại đạo, hắn tìm không được ta sơ hở, cho nên muốn để cho ta vô cực tuần chứng thái nhất, dùng cái này đến phá ta. Một cái đạo chủ cảnh sơ kỳ tồn tại, khiến cho một cái đạo chủ cảnh viên mãn tồn tại cưỡng ép tuần chứng, không có sơ hở chế tạo sơ hở, loại tình hình này hắn chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa từng từng nghe nói. Hỗn nguyên bất nhị pháp môn là thuần túy nhất phương pháp tu hành, tuyệt không có khả năng bị người chi phối, đạo hạnh của hắn chiều rộng siêu việt ta, chiều sâu cũng tuyệt đối không bằng ta, hắn không cách nào bức bách ta tuần chứng thái nhất. Hắn hiện tại vô cực đạo giới bị phá, lập tức điều vận mặt khác tám loại tiên thiên đại đạo đạo lực chân áp, lắng lại vô cực đạo giới vỡ tan xu thế. Mà ở điều vận vô cực đạo giới một sát na, hắn liền đột nhiên nghĩ đến, hứa ứng phá giải hắn điền ra vô cực hạo nhiên tứ chứng thiên lúc, nói chính là nếu như lão tổ điền ra đế không vận dụng vô cực bên ngoài đạo pháp khác, cũng sẽ bị hắn phá. Ra đầu hắn run lên, nhưng mà tên đã trên dây không phát không được, tiếp tục điều vận tiên thiên bát đạo đạo lực. Hứa ứng đã giết tới trước mặt của hắn, tại hắn ra chiêu đồng thời, lấy chỉ làm kiếm, lấy đạo làm kiếm khí, bá bá bá, kiếm quang bay múa, nhanh nhẹn như hồng nhạn kiểu đằng như giao long, hai người tại hoàng cực đế đô không chung lấy nhanh đánh nhanh điền bất phật chỉ cảm thấy chính mình điều vận tám loại đạo lực nhao nhau bị chém đứt, trong lòng vừa sợ vừa giận nhưng lại gặp hứa ứng vù vù ngũ kiếm đâm vào trên người mình cái này ngũ kiếm đâm ra đã thấy trong cơ thể của hắn đột nhiên có năm cái điền bất phật nhảy ra rõ ràng là hắn ngũ thái đạo thân cái này ngũ thái đạo thân riêng phần mình xuất thủ bành bành bành, bành liên tục năm trường khác ở trên người hắn điền bất phật máu phun phè phè ngã xuống bay ra điền bất phật ngũ thái đạo thân cùng nhau hướng hắn truy sát mà đi chăm miệng một lời làm càn điền bất phật vừa sợ vừa giận ra sức ngăn cản lại bị chính mình ngũ thái đạo thân giết đến thương càng thêm thương hứa ứng quả thật lợi hại hoàn toàn chính xác phá ta điền ra vô cực đại đạo trong lòng của hắn thầm nghĩ hứa ứng cất bước đến đây thần thái thản nhiên rút kiếm cười nói điền đạo huynh ta đưa ngươi đi gặp đại đạo hắn đang muốn thống hạ sát thủ kết quả điền bất phật bỗng nhiên một người xé rách hư không xuất hiện ở phía sau hắn, quanh thân thần quang lập lòe, khó mà phân biệt thân phận. Người này khí thế hung hung, vừa ra tay chính là luân hồi xoay tròn, trong hỗn độn hải vũ trụ thời không tựa như biến thành của hắn từng cái đạo tràng, hóa thành cái này đến cái khác sáng tỏ luân hồi hoàn. Cho dù là hoàng cực đế đồ chỗ hỗn nguyên vũ trụ, cũng thay đổi thành luân hồi một bộ phận, để thân thể của hắn lộ ra không gì sánh được vĩ ngạn, phảng phất sừng sướng tại vô tận vũ trụ bờ bên kia, nắm giữ lấy luân hồi hắn tùy thời có thể lấy đem hứa ứng luân hồi, tước đoạt hứa ứng pháp lực, đạo hạnh, thần thông, đem nó hóa thành sâu bọ, hóa thành xúc sinh, thậm chí hóa thành không có sự sống núi đá. Ngay tại lúc hứa ứng rơi vào luân hồi đồng thời, lại ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt kỳ dị nói, luân hồi vĩnh chứng bất diệt kinh. Ngươi là người dụ ra, đế vọng luân hồi đại đạo hoàn toàn chính xác hùng kỳ, nhưng ngươi dù sao không phải đế vọng. Hắn vừa nói chuyện, một bên phân liệt, cái này đến cái khác hứa ứng xuất hiện tại từng cái vũ trụ trong luân hồi. Xuất thủ người kia sừng sững tại hỗn độn hải vô tận vũ trụ bờ bên kia, vô số kẻ vũ trụ chính là hắn luân hồi đạo tràng, mà bây giờ tất cả luân hồi đạo tràng phảng phất chúng như bệnh dịch, từng cái hứa ứng nhau nhau xuất hiện tại trong những đạo tràng này, hướng hắn đi tới, rút kiếm liền đấm. Người xuất thủ chính là đế tộc dụ gia tộc lão dụ xuyên, gặp tình hình này, trong lòng không khỏi hãi nhiên. Hứa ứng rất có đi ra hắn luân hồi thần thông, kiếm quang rất có đâm đến trước mặt hắn xu thế. Vô số kể vũ trụ trong luân hồi, truyền đến vô số cái hứa ứng thanh âm, dụ ra đạo huynh, đế vọng luân hồi vĩnh chứng bao quát mặt khác tám đạo, ngụy cuối của đại đạo, người bây giờ chỉ điều động một phần chín pháp lực, sao không điều động tất cả đại đạo. Dụ xuyên sắc mặt trầm xuống, hắn cùng điền bất phật một dạng, chỉ dám vận dụng nhà mình tổ truyền trong công pháp am hiểu nhất đại đạo, mặt khác tám loại đại đạo tác không dám vận dụng. Cho nên hắn có thể điều động đạo lực, chỉ có một phần chín hắn ý đồ dùng một phần chín pháp lực tu vi, đem hứa ứng bực này đạo chủ bên trong khác loại triệt để đánh vào luân hồi, bây giờ nếm thử đứng lên, mới giật mình rất không có khả năng. Từng cái vũ trụ trong luân hồi, hứa ứng số lượng càng ngày càng nhiều, lại có tràn ngập tất cả luân hồi xu thế, mang cho dụ xuyên áp lực cũng càng lúc càng lớn. Không chỉ có những vũ trụ này đi qua tràn đầy hứa ứng, thậm chí ngay cả vũ trụ này tương lai, cũng xuất hiện cái này đến cái khác hứa ứng. Phảng phất hứa ứng ngã vào hắn luân hồi, không phải ở trong luân hồi biến thành sâu bọ hoặc là cầm thú, mà là trong những vũ trụ này tất cả mọi người đều biến thành hứa ứng. Những này luân hồi đạo tràng bên trong tất cả bị hắn nắm giữ vận mệnh sinh mệnh, đều hóa thành hứa ứng, đều tại rút kiếm hướng hắn đâm tới. Oanh, suốt cục, nương theo lấy kinh thiên động địa đại đạo rên rỉ, dụ xuyên vô số luân hồi đạo tràng bị đè sập, phun máu phè phè. Mà trước mặt hắn, vô số hứa ứng hợp lại làm một, suy một tiếng đem hắn lồng ngực xuyên thủng, hứa ứng một kiếm này hóa thành sát phạt chi kiếm, lại muốn đem dụ xuyên luân hồi đại đạo chặt đứt, hỏng hắn ức vạn năm đã tu luyện đạo hạnh. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang xảy ra bất ngờ, chém về phía hứa ứng đầu lâu, hứa ứng không cần nghĩ ngợi rút kiếm, nghênh tiếp một kích này. Hai người cùng là sát phạt chi kiếm, sát khí nhét đầy giữa vũ trụ, hứa ứng kiếm khí trong tay lập tức đoạn đi, lại thét dài cười nói, tu ra trinh phạt đạo tấn kinh, lấy sát phạt làm căn cơ, hoàn toàn chính xác bá đạo. Đáng tiếc, không có thể thắng ta, tay phải hắn chụp vào trong, nghênh tiếp tu gia tộc lão tu phong sát phạt chi kiếm, trong lòng bàn tay Tịch Diệt Hồng Nguyên đột nhiên bộc phát, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ hoàng cực đế đô trên không che đậy, phảng phất muốn đem Hỗn Nguyên vũ trụ tịch diệt đồng dạng. Hứa ứng cười nói, tu gia trưởng lão, ta đưa ngươi đi gặp đại đạo. Tịch Diệt Hồng Nguyên nuốt vào tu phong tộc lão sát phạt chi kiếm, tu phong sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy chính mình sát phạt chi kiếm rơi vào Tịch Diệt Hồng Nguyên bên trong, càng thêm cổ vũ tịch diệt Hồng Nguyên uy lực. Cái kia tịch diệt hồng nguyên mắt thấy liền muốn đem tu phong một ngụm nuốt vào, đột nhiên lại có một người đánh tới, chính là đế tộc văn gia tộc lão Văn Nguyên, đưa tay ở giữa, đồng dạng là tịch diệt đạo lực. Hai đại tịch diệt hồng nguyên ầm vang va chạm, đế đô trên không, như là tịch diệt hồng nguyên bộc phát, vậy mà hiện ra hồi quang phản chiếu dị tượng, đem hỗn nguyên vũ trụ ức vạn năm lịch sử chiếu dọi đi ra. Giờ khắc này, nguyên ái tiết bên trong nam nữ trẻ tuổi, tắm rửa tại ức vạn năm trong thời gian, chứng kiến cái này cổ lão không gì sánh được vũ trụ phát triển, cùng sinh linh sinh sôi tiến hóa. Tại ta văn ra trước mặt vận dụng tịch diệt đại đạo, tự mình chuốc lấy cực khổ. chương 1703, Văn huyên hừ lạnh một tiếng, điều vận tịch diệt đại đạo, đem tất cả hồi quang tụ lại, tụ tại lòng bàn tay, rất có đem hứa ứng cũng tịch diệt mất tư thế. Hứa ứng điều vận hồng mông đạo lực, đánh xuyên tịch diệt, cùng hắn bàn tay trùng điệp pha chạp, Văn huyên thân hình đại chấn, quanh thân tịch diệt thiên hỏa ảm đạm không ít, khóe miệng chảy máu, nhịn không được lui lại một bước. Hứa Ứng phụ cận một bước, lại là một trưởng xuyên ra, Phan Nguyên tộc lão đưa tay đón đỡ, lập tức tai mắt mũi miệng đổ máu, quanh thân tịch diệt thiên hỏa càng thêm ảm đạm. Hứa Ứng tiến thêm một bước, đang muốn đem hắn giết chết, mặt khác đế tộc tộc lão lại khó ngồi được vững, nhao nhao đánh tới, các loại đế gia tu trì đại đạo, cứ việc thi triển, một phát hướng hắn dũng mãnh lao tới. Hứa Ứng thấy mọi người khí thế hung hung, các loại đế tộc đạo pháp hội tụ, trở thành đại đạo dòng lũ, lại có muốn đem chính mình diệt sát xu thế không khỏi trong mắt hung quang đại tác. Hắn không còn điều động các loại đại đạo phá chiêu, trực tiếp vận dụng hậu thiên đại đạo, trong khoảnh khắc thể nội cửu đạo tuần chứng, hư không phú năng, trực tiếp bắn ra đắc đạo đến nay đỉnh phong một kích. Hắn song trường đẩy về phía trước ra, chỉ trong nháy mắt, liền phảng phất có từ không sinh có mở vũ trụ càn khôn uy năng oanh ra, cùng mọi người đế tộc thần thông ẩm vang va chạm. Phía dưới, hoàng cực đế đồ bốn phía, lấy ngàn mà tính tiên thiên linh bảo riêng phần mình tỏa hào quang rực rỡ, nặng nề đạo quang quanh quần, đem hoàng cực đế đô giữ vững, ngăn cản cỗ này kinh khủng trùng kích. Hứa ứng chân đứng không vững, bị đánh đến bay ngược mà đi, trong ngoài hậu thiên đại đạo vũ trụ lập tức cáo phá, tu vi bị hao tổn. Hắn dù là tiên thiên cửu đạo, hư không đại đạo cùng dị đạo hỗn nguyên mấy chục vạn trùng tiên thiên đại đạo, cũng vô pháp đồng thời đối kháng nhiều cao thủ như vậy. Hứa ứng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo, miễn cưỡng ngừng xu hướng suy tàn. Cái kia hơn 10 vị đế tộc tộc lão gặp hắn thụ thương, lập tức xông về phía trước, riêng phần mình đạo pháp thần thông lại lần nữa bộc phát, cùng nhau hướng hứa ứng đánh tới. Cùng lúc đó hứa ứng thể nội dị đạo lưu chuyển, hậu thiên đại đạo hình thành nội ngoại hai nặng hoàn mỹ đại đạo vũ trụ lập tức phục hồi như cũ. Hắn điều vận hư không đạo lực, đem phụ cận thiên địa đạo lực rút sạch, lại lần nữa cửu đạo tuần chứng, đạo lực bộc phát, nghênh tiếp cái kia hơn 10 vị tộc lão thần thông. Oanh, lần đụng chạm này kịch liệt hơn, hứa ứng thụ thương càng nặng, hướng về sau ngã đi, từng vị kia đế tộc tộc lão cũng từ khí huyết lưu động, lại lần nữa xông về phía trước. Bọn hắn mặc dù là đại đạo chi chủ, nhưng dù sao không phải cuối của đại đạo, đạo chủ còn muốn thụ hư không đại đạo ảnh hưởng, bị rút đi hư không năng lượng, liền không cách nào từ vũ trụ khác điều vận đến đạo lực. Cuối của đại đạo lại có thể tại rút sạch hư không năng lượng đằng sau, vẫn từ vũ trụ khác điều vận đến đạo lực, thậm chí từ không sinh có, đạo lực vô cùng vô tận, cùng đạo chủ không thể so sánh nổi. Hứa ứng cùng cái kia hơn 10 vị đế tộc tộc lão đòn thứ ba va chạm, lần này chỉ gặp chư vị tộc lão khí huyết sôi trào, vậy mà cùng hứa ứng cân bằng. Đợi cho chiều thứ tư va chạm, hơn 10 vị đế tộc tộc lão sắc mặt đỏ lên, đỏ giống như là muốn dỉ máu đồng dạng. Đợi cho lần thứ năm va chạm, cái kia hơn 10 vị đế tộc tộc lão riêng phần mình trong miệng phun máu, thân hình bất ổn, không cách nào lại cùng hứa ứng đối kháng. Điều vận đại đạo khác đạo lực, oanh sát hắn, có người kêu lớn, những tộc lão khác nghe vậy, riêng phần mình điều vận đại đạo khác đạo lực, cho tới nay, bọn hắn chỉ vận dụng một phần chín đạo lực, mặc dù hơn 10 người liên thủ, nhưng vẫn như cũng không có khả năng trực tiếp đem hứa ứng oanh sát. Nhưng nếu như có thể điều vận toàn bộ đạo lực, một người như vậy liền tương đương với 9 người liên thủ, chiến lực tự nhiên bạo tăng. Ngay tại lúc bọn hắn điều vận riêng phần mình tất cả đạo lực đồng thời, bỗng nhiên hứa ứng giết vào đám người, ngọc gia tộc lão ngọc siêu tại cùng hứa ứng va chạm trong nháy mắt, liền thân chúng tám chiêu, nghe được chính mình xương chán, xương cổ, ngọc trầm cốt, thứ ba cột sống ngực, thứ 18 xương sống, vĩ lư, đầu gối phá toái thanh âm. Hắn ngọc ra đạo Pháp, vừa đối mặt liền bị phá đến sạch sẽ. Dù là ngọc siêu trong lòng còn có may mắn, giờ phút này đế tộc kiêu ngạo, cũng theo hắn thân thể ngã xuống mà hóa thành bụi đất. Tu Phong còn chưa tới kịp hoàn toàn điều động đạo lực, liền bị hứa ứng một trường xuyên qua thần thông, chế trụ mặt, không tự chủ được ngửa về đằng sau đi, nửa người bị bẻ gãy, cái ót nện ở cái mông lên. Phan Uyên trước mắt kiếm quang chấp động, hai tay hai chân nứt đoạn lập tức phi thân liền đi chợt thấy thân thể của mình chợt nhẹ đầu từ trên cổ bay đi vứt xuống thân thể chạy mất dép hứa ứng lấy phía sau hắc quan va chạm tần phong cốt đem tần phong cốt đâm đến trong miệng phun máu đưa tay ninh tiếp dụ xuyên luân hồi vĩnh chứng đại thần thông hai người thân hình giao thoa trong nháy mắt dụ xuyên chúng liền tám chiêu trong não một mảnh vù vù hắn nói không sai tiên tổ đế vọng luân hồi vĩnh chứng bất diệt kinh hoàn toàn chính xác tồn tại tám chỗ chỗ sơ xuất nhưng mà Hắn máu phun phè phè, thân hình vô lực từ không trung rơi xuống dưới, trong lòng mất hết can đảm, nhưng mà hứa ứng cứ việc chỉ điểm ra cái này tám chỗ chỗ sơ suất, ta lại không cách nào sửa chữa. Trên bầu trời truyền tới một cái thất kinh thanh âm, kéo dài khoảng cách. Đơn đả độc đấu ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Cùng hắn kéo dài khoảng cách, lời tuy như vậy, hay là không ngừng có người bị hứa ứng trọng thương, ngã xuống. Tiên đình bên trong, đế thần chắp hai tay sau lưng, đứng tại kim loan điện trước đứng xa xa nhìn một màn này. Sắc mặt không vui không buồn. Phía sau hắn, đế hậu nương nương lại lộ ra kinh sợ, lẩm bẩm nói: "Người này đạo pháp, làm sao cùng bình thường đạo pháp khác biệt? Hắn Hồng Nguyên, vì sao là bộ dáng như vậy? Hắn tu không phải Hồng Nguyên mà là Hỗn Nguyên vũ trụ." Đế thần mở miệng nói: "Trong Hỗn Độn Hải tồn tại hai loại vũ trụ, một loại chính là Hỗn Độn Linh căn tạo ra vũ trụ Hồng Nguyên, Hồng Nguyên mở mà hình thành vũ trụ. Một loại khác chính là cùng loại chúng ta Hỗn Nguyên vũ trụ, từ không sinh có mở mà ra vũ trụ." Người trước mở đơn giản, người sau mở gian nan. Hắn tu hành chính là người sau. Ánh mắt của hắn chấp động, nhìn không ra hỉ nộ, đột nhiên mở miệng nói, hắn chính là đạo minh một mực tại tìm kiếm đại nhân vật. Đế hậu nương nương trong lòng hơi dung, đạo minh đại nhân vật. Bệ hạ, người này chẳng phải là chúng ta tiên triều đối thủ. Thừa dịp hắn hiện tại còn nhỏ yếu, vị ương, tiểu tình lang này, không thể cho ngươi. Đế thần thản nhiên nói, ta tự sẽ xử lý, nguyên vị ương không nói gì. Một bên khác, điền gia tộc lão điền bất phật rốt cục đem chính mình ngũ thái đạo thân chém giết vừa mới thở phào một cái ngẩng đầu liền gặp hứa ứng nắm vuốt đơn gia tộc lão mặt như là dẫn theo một bộ tử thi điền bất phật trong lòng máy động liền gặp hứa ứng dẫn theo đơn gia tộc lão hướng bên này đi tới đợi đi vào hắn cách đó không xa lúc đem đơn gia tộc lão ném xuống điền bất phật cười nói hứa đạo hữu oanh hứa ứng một quyền nện ở trên mặt của hắn đem hắn đánh bay chương 1704, thói quen khó sửa hứa ứng sừng sững ở trong hư không, bốn phía là từng cái rơi xuống các đại đế tộc tộc lão, nơi xa còn có mặt khác đế tộc cường giả vò tới bên này. Các đại tiên triều năm đó triều thần, còn chưa từng động thủ, thực lực của bọn hắn thậm chí so tộc lão còn cường đại hơn, là từng cái pháp lực tiếp cận đạo tẫn tồn tại. Chỉ là lần này tập kích, là các đại đế tộc tộc lão xuống tay với hứa ứng, bọn hắn cũng không xuất thủ. Hứa ứng phá giải các đại đế tộc đạo Pháp, đem sơ hở giảng cùng các đại đế tộc, theo bọn hắn nghĩ là chuyện tốt xuống tay với hứa ứng, đúng là lời oán trả ơn. Các vị tộc lão cách làm, cũng không thể để bọn hắn tán đồng. Hoài An quân cảm khái nói, nếu là chư vị tiên đế còn tại thế, hẳn là cùng hứa ứng nâng cốc ngôn hoan, lĩnh giáo trên đạo Pháp không đủ cùng yêu khuyết, mà không phải săn giết hắn. Đế tộc, dù sao không phải chư đế, lúc này, túc hồng ngọc sắc mặt đột biến, vội vàng hướng đế tộc tần ra nhìn lại. Chỉ gặp tần gia tử đệ tần khắc dụng, đã đem đế hiên đế quan mở ra tần tộc cử động lần này quá mức, võ nguyên cơ cho dù là đế hiên thời đại tiên thừa, gặp tình hình này cũng không khỏi biến sắc, tức giận trong lòng. Tần gia lần này lực mời hắn đến đây, là vì đối phó đế thần, đế thần không muốn tụ tập hỗn nguyên tiên triều kiếp vật, thay mặt hỗn nguyên tiên triều ứng tịch diệt chi kiếp, võ nguyên cơ làm đế hiên tiên thừa, có nghĩa vụ thảo phạt đế thần. Nhưng mà tần gia cùng với những cái khác đế tộc thế gia đối phó hứa ứng, hắn thấy liền có mất đạo nghĩa. Giờ phút này vậy mà tế gia đế hiên quan tài tới đối phó, hắn thấy chính là thất đức có nhục đế hiên chỉ là tần gia dù sao cũng là đế tộc hắn cũng không thể xuất thủ ngăn cản đành phải hư lạnh một tiếng phải tay áo bỏ đi dứt khoát không đi tham dự bước thoái vị sự tình đế hiên một khi mặt khác chiều thần gặp hắn giận dữ rời đi cũng riêng phần mình rời đi hứa ứng chỉ cảm thấy một cỗ khó nói nên lời lực lượng phóng lên tận trời phảng phất sau lưng xuất hiện một mảnh sâu không lường được đạo uyên thâm không thấy đáy đạo hải vô lượng bát ngát hắn quay người nhìn lại sắc mặt ngưng trọng, chỉ gặp đế hiên đế quan chẳng biết lúc nào bị người mở ra, quan tài kia ngăn nắp, vách quan tài bị người để ở một bên, từ trong quan tài lại bay ra một ngụm mộc quan, trong mộc quan lại bay ra một ngụm đồng quan, trong quan tài đồng bay ra một ngụm ngân quan, ngân quan bên trong bay ra một ngụm kim quan. Như vậy liên tục, bát trọng quan tài về sau, một ngụm ngọc quan hiển hiện. Vừa mới hứa ứng cảm ứng được khó nói nên lời lực lược, lược, chính là từ trong quan tài ngọc côn ra. Trong thoáng chốc, hứa ứng nhìn thấy một đầu nhân quả đại đạo đạo tấn chi lộ từ dưới chân mình trải rộng ra trực tiếp kéo dài thẳng tới cuối của đại đạo mà đại đạo cuối cùng chính là chiếc ngọc quan kia trước mắt của hắn bỏ ngọc này quan tài không có vật gì khác nữa đạo tấn chỗ một tôn vô thượng đế hoàng tử trong quan tài ngọc ngồi dậy hướng hứa ứng đi tới tại hắn đi tới thời điểm hết thảy nhân quả đều là nó chỗ điều động nó cuối của đại đạo thậm chí xuyên qua hỗn độn hải để vô số cái trong hỗn độn hải vũ trụ nhân quả đại đạo, tùy theo mà cuồng vũ, hóa thành kỳ nhân lực lượng. Đế Hiên, hắn đi tới thời điểm, không cần xuất thủ, cho dù là hứa ứng tự thân nhân quả đạo lực cũng theo đó mà vặn vẹo cuồng vũ, biến thành tu vi của hắn một bộ phận. Hứa ứng ý đổ bứt ra, nhưng mà làm sao lui, cũng vô pháp từ đầu này nhân quả đại đạo trên con đường rời khỏi. Hắn đã biến thành đế hiên vật trong lòng bàn tay, giống như sẻ trong lòng, nhảy thế nào động, làm sao vỗ cánh, đều không thể đào thoát. Đế Hiên đã chết, nhưng một thân khi còn sống đạo hạnh quá cao, lạc ấn tại đại đạo cuối cùng. Nhưng ta không tin, một cái người đã chết có thể vây khốn ta. Hứa Ứng thôi động hư không đại đạo, trong lúc bất chợt nhảy vào hư không chỗ sâu nhất, tại trong vô tận hư không phi tốc xuyên thẳng qua, nhưng mà nhân quả vẫn như cũ lần theo hư không mà đến, xuất hiện dưới chân hắn. Phía trước hắn hay là Đế Hiên cái kia càng ngày càng vĩ ngạn thân ảnh. Hắn cách Đế Hiên càng ngày càng gần, Hứa Ứng điều động tiên thiên cửu đạo, thôi động hỗn độn đại đạo lấy hỗn độn chi đạo che đậy nhân quả nhưng vẫn như cũ có nhân quả đại đạo tạo thành con đường xuất hiện ở phía trước của hắn quán xuyên hỗn độn hắn thôi động hồng mông đại đạo nhục thân hóa thành hỗn độn linh căn thể nội diễn sinh hồng nguyên đem tự mình mở ra nhưng vẫn như cũ là khó thoát nhân quả tiên thiên cửu đạo hư không đại đạo hết thảy không cách nào nhảy ra nhân quả đại đạo cuối cùng hứa ứng thôi động tịch diệt đại đạo tự thân nhập tịch nhưng nhân quả cuối cùng vẫn tại trước mắt đế hiên cách hắn thêm gần lúc này tôn kia trong đạo quang vô thượng đế hoàng đã nâng lên cánh tay phải ngón trỏ hướng hắn điểm tới một chỉ này thường thường không có gì lạ lại tích chứa nhân quả đại đạo trung cực ảo diệu bởi vì hắn một chỉ này không cần vận dụng bao nhiêu kỳ diệu thần thông hứa ứng liền sẽ tự động theo nhân quả đâm vào hắn trên đầu ngón tay một mệnh ô hô đột nhiên hứa ứng tỉnh táo lại ngửa đầu nhìn về phía tôn kia đế hoàng điểm tới ngón trỏ trầm giọng nói đế hiên nhân quả đại đạo cuối tồn tại thay mặt hỗn nguyên tiên triều ứng tiếp đã trải qua tịch diệt kiếp về sau, người còn lại đạo hạnh vẫn tại trên ta, khiến cho ta bội phục đầu dạp xuống đất. Nhưng hôm nay ta không cùng ngươi so đạo hạnh, hứa ứng chiến ý dâng trào, đạo âm chấn động, đế hiên, ta so với ngươi đạo. Ngươi chỉ là nhân quả cuối của đại đạo, nhưng cũng không phải là đạo của ta cuối cùng. Hắn thôi động hậu thiên chi đạo, dưới chân không động, trong lúc bất chợt đạo rộng lại rộng. Trước mắt của hắn, nhân quả đạo tấn chi lộ vẫn còn, đế hiên thân ảnh cũng còn tại nhưng nhân quả đạo tấn chi lộ vậy mà hóa thành vô số đạo tấn chi lộ bên trong một đầu. Hứa ứng phía trước một đầu thông suốt cuối của đại đạo con đường trải rộng ra, nhân quả đại đạo chỉ là trong đó một con đường. Đại đạo khác, đã biết không biết, đã tồn chưa tồn, đều là chiếm cứ một con đường, thẳng tới cuối cùng. Những đại đạo này, đều là hứa ứng theo đuổi con đường kia một bộ phận. Cho dù là tiên thiên cửu đạo, cho dù là hư không đại đạo, cho dù là hỗn độn hải bên ngoài dị đạo, cũng chỉ là một trong số đó. Hậu thiên ngự tiên thiên, là thực hiện loại này đạo tẫn thủ đoạn. Tại hắn cuối cùng hậu thiên đằng sau, khám phá cái kia đạo duy nhất, hắn chính là đạo cuối cùng. Đế hiên, ngươi là cuối của đại đạo, nhưng ngươi cuối của đại đạo, không phải ta cuối cùng. Hứa ứng trước người, nhân quả đạo tấn chi lộ chỉ là rất nhiều con đường một trong, chân thực đạo một đầu chi nhánh, mà cái kia chân thực nói, nơi cuối cùng mơ mơ hồ hồ, bị quang mang che chắn, nhìn không rõ. Nơi đó chính là hứa ứng cuối của đại đạo, đế hiên thân ảnh hướng hứa ứng đi tới lại vĩnh viễn cũng vô pháp đi đến hứa ứng trước người đế hiên đạo huynh người chỉ là tinh thần lạc ấn cũng không phải là chân chính đế hiên tại ta nhìn thấu ngươi nhảy ra nhân quả về sau ngươi liền không cách nào can thiệp đến hiện thế hứa ứng ánh mắt vượt qua đế hiên nhìn về phía mình cuối của đại đạo nơi đó còn là một mảnh quang mang thấy không rõ trong quang mang đến cùng có cái gì hắn thu hồi ánh mắt trước mắt hết thảy liên quan tới đạo tấn dị tượng hết thảy tiêu tán đế hiên ngọc quan vẫn như cũ bồng bềnh ở giữa không trung trong quan tài quang mang mờ mịt, cũng không có dị thường vĩ ngạn dáng người, cũng chưa từng có một đầu nhân quả đại đạo đạo tấn chi lộ. Hết thảy đủ loại, phảng phất chỉ là đế hiên ngọc quan mở ra lúc, cái kia vô cùng cường đại khí tức cho hứa ứng tạo thành huyền tượng. Nhưng mà hứa ứng lại biết, nếu như chính mình vừa mới không có nhảy ra nhân quả đại đạo, không có đứng tại chính mình đạo tấn chi lộ bên trên, chỉ sợ lúc này mình đã bị đế hiên xuyên thủng đầu, chết oan chết uổng. Người bình thường khó mà giết chết hứa ứng dạng này đạo chủ nhưng là đối với một tôn cuối của đại đạo tới nói, tùy tiện có thể làm được. Hỗn nguyên tiên triều tiên đế, hay là không thể khinh thường. Hứa ứng phun ra một ngụm chọc khí, chỉ gặp đế tộc tần khắc dụng tại đế quan kia bên cạnh, thôi động đế quan, dự định tế lên trong quan tài tồn tại. Hứa ứng trong lòng nghiêm nghị, đang muốn đem hắn diệt trừ, đột nhiên phía sau truyền tới một thanh âm quen thuộc lại xa lạ nói, đế hiên hòng quan tài có gì đó quái lạ. Tiếp nhận hỗn nguyên tiên triều dưới chướng mấy vạn vũ trụ tịch diệt nhân quả, coi như hắn năm đó có mạnh đến đâu cũng không có khả năng chống lại loại này kiếp vật. Hứa ứng tê cả ra đầu, đế thần thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên chỉ gặp đế thần đang hướng mình đi tới, vị này nhìn rất là tuổi trẻ đế hoàng đi lại thời điểm, lúc trước hứa ứng ở trong hỗn độn hải gặp phải loại kia kỳ dị dị tượng lại lại lần nữa xuất hiện. Hứa ứng nhìn thấy từng đầu đại đạo lát thành con đường, điều điều đạo đạo, trải hướng riêng phần mình cuối của đại đạo. Mà tại đạo chi nơi cuối cùng, đế thần thân ảnh không gì sánh được vĩ ngạn đứng sừng sướng ở chỗ đó. Chương 1705, con đường phía trước, Đế Thần Chân Thân thì tại hướng hắn đi tới, vừa đi vừa cùng đạo tấn chỗ Đế Thần Thân ảnh dung hợp. Loại trang diện này như vậy mộng ảo, khiến người ta say mê, nhưng cùng lúc lại để cho hứa ứng tỉnh táo. Trong hỗn độn hải lần kia, Đế Thần là cầm trong tay Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ, được sự giúp đỡ của Đạo Thiên Tỷ mới có thể để cho ta nhìn thấy đạo tấn dị tượng. Bây giờ trong tay hắn, nhưng không có Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ hứa ứng con mắt xoay chuyển nhanh chóng hỗn nguyên đạo thiên tỷ đã không có xuất hiện tại cuối của đại đạo chỗ nói rõ bảo vật này đã hủy đế thần tay cầm đạo thiên tỷ mới có thể làm đến các loại cuối của đại đạo đều là tại dưới chân không có đạo thiên tỷ hắn hẳn là không cách nào xuất hiện như vậy mộng ảo tình hình nhưng mà đế thần lại làm được điều này có ý vị gì hắn mượn hỗn độn trung trọng thương đạo thiên tỷ sau đó đem đạo thiên tỷ chư đế đại đạo tước đoạt luyện thành mình có hứa ứng thầm nghĩ trong lòng đạo thiên tỷ chỉ là một kiện mở ra linh trí pháp bảo không giống trung gia như thế quỷ tâm nhãn nhiều như vậy lục đục với nhau làm sao có thể là đế thần đối thủ đột nhiên hứa ứng thân thể cứng đờ tự thân đại đạo cũng hết thảy cứng ngắc không còn hoạt bát đế thần cuối của đại đạo đem hắn khóa chặt tại đế thần trên con đường bất kỳ người nào sinh tử đều là giao cho tay nó bây giờ đế thần có thể dùng bất kỳ phương pháp nào đem hứa ứng chém giết hứa ứng nhấc chân một đòn nặng nề hậu thiên đại đạo bộc phát sau một khắc đế thần trước mặt đại đạo chi lộ đột nhiên hào quang tỏa sáng, vậy mà xuất hiện từng đạo chỗ ngã ba. Đế thần ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp những này chỗ ngã ba riêng phần mình thông hướng khác biệt cuối của đại đạo, mà tại những con đường kia bên trên đều có một cái hứa ứng, hình bóng lay động, sừng sướng tại mông lung trong đạo quang. Mà tại con đường của hắn phía trước, cũng có một cái hứa ứng, đứng tại trên con đường, đang chờ hắn. Tình hình như thế, với hắn mà nói, có thể nói mộng ảo. Đế thần nhìn về phía trên ngàn vạn con đường kia từng cái hứa ứng, ánh mắt kỳ dị, nhưng không có xuất thủ. Hứa ứng chỉ là từ hắn đạo tấn chi lộ nhảy lên thoát ra đi mà thôi, nếu bàn về thực lực tu vi, so sánh với hắn hay là kém cách xa vạn dặm. Hắn nếu là muốn giết hứa ứng, cũng không khó khăn. Hắn cất bước đi tới, chỉ là thăm dò hứa ứng đạo hạnh chiều rộng. Vừa mới hắn gặp hứa ứng vậy mà từ đế hiên đạo tấn chi lộ nhảy lên thoát ra đi. Đưa tới hắn hiếu kỳ, hiện tại tự mình ra tay thăm dò, không nghĩ tới lại cũng là như vậy. Không hổ là đại nhân vật, đạo của ta cũng không có thể vây khốn hắn. Đế thần trong lòng thầm khen, đế thần đi vào hứa ứng bên người, dừng bước lại, ánh mắt nhưng không có rơi ở trên thân hứa ứng, mà là nhìn chăm chú lên người tần ra bên cạnh đế hiên đế quan. Hứa đạo hiếu, người nói có kỳ quái hay không, đế hiên nếu không cách nào vượt qua tịch diệt kiếp, như vậy thì như thế nào giữ lại chính mình thi thể. Đế thần ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nói khẽ, hỗn nguyên tiên triều tồn tại ức vạn năm, lịch sử đã lâu, năm đó từ hỗn nguyên vũ trụ mở, hỗn nguyên vũ trụ tích lũy kiếp vận, đều đủ để phá hủy hết thảy cuối của đại đạo. Lại thêm tiên triều thống trị ngàn vạn vũ trụ, kiếp vận càng sâu. Không ai có thể đối kháng được cỗ này kiếp vận, hứa ứng thần sắc khẩn trương, tuy là chuẩn bị vứt bỏ hắc quan bỏ chạy, nghe vậy nao nao, bật thốt lên, người cũng phát hiện. Ta hoài nghi trong quan tài chư đế, sớm đã hóa thành đạo hôi. Đế thần không có hắn như vậy khẩn trương, rất là buông lỏng, nói, hứa đạo hiếu, chúng ta sao không đi xem một cái. Hứa ứng liếc hắn một cái, hắc quan cực kỳ khẩn trương, lúc nào cũng có thể bạo khởi, điều khiển hứa ứng chạy mất dép. Đế thần thần thái thản nhiên, nói, không cần kinh ngạc, người ở bên cạnh ta, chính là vận tải quan tài xe đẩy, ta không cần ra tay với ngươi. Hứa ứng mỉm cười, nói, đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Hắc quan khẩn trương vạn phần, ghim chặt cổ của hắn, tùy thời chuẩn bị khống chế hứa ứng đảo mệnh. Hứa ứng tâm rộng cực kỳ, lơ đến, nói quan gia thả lòng. Bệ hạ, ta có một chuyện không hiểu, hỗn nguyên vũ trụ mở, cách này đã có đã bao nhiêu năm. Không sai biệt lắm hơn trăm triệu vạn năm, đế thần cũng không dám khẳng định, nói, bây giờ hỗn nguyên vũ trụ cùng năm đó đã hoàn toàn khác biệt, nhìn không ra năm đó hình thái. Hứa ứng nói, như vậy, lịch đại tiên đế, chỉ có những quan tài này a à. Hắn chỉ hướng tần, dụ, văn, tu, biên, túc các loại đế tộc thế gia, những này đế tộc thế gia nhìn thấy đế thần, từng cái sợ hãi vạn phần, riêng phần mình không dám có chỗ di động. Tần khắc dụng đứng tại đế hiên quan tài bên cạnh, hai chân run rẩy vịn quan tài lúc này mới không có quỷ đi xuống. Bọn hắn nhìn thấy đế thần hướng bọn hắn đi tới, bọn hắn đứng tại đế thần trên đại đạo, đế thần muốn giết bọn hắn, sau so nghiền chết sâu kiến cũng không phiền phức. Hứa ứng nói, thế gia số lượng cố nhiên không ít, nhưng so sánh hỗn nguyên vũ trụ ức vạn năm tuế nguyệt, đế tộc thế ra số lượng cũng quá ít. Đế tộc ít, thì tiên đế cũng ít, đương nhiên không chỉ những thứ này. Có chút thế gia sớm đã chôn vùi tại bên trong bụi bẩm của lịch sử, có thế gia trên đường tới, bị ta triều thần ở trên nửa đường chặn giết, chết oan chết uổng. Đế thần phảng phất tại nói một kiện không liên quan đến mình sự tình, nói, bọn hắn vì ta thần tử, lại phản bội ta, mưu đồ tạo phản, chết chưa hết tội. Hứa ứng suy tư nói, cho dù tăng thêm những này đế tộc, tiên đế số lượng cũng quá ít nguyên lai like ngươi nói chính là cái này đế thần giật mình nói lúc trước đời thứ nhất tiên đế chiếu thời kỳ quản hạt vũ trụ số lượng không nhiều hỗn nguyên tiên triều đơn giản hình thức ban đầu khi đó kiếp vận cũng không phải rất nặng dù vậy mấy trăm cái vũ trụ kiếp vận cũng đủ để muốn đế chiếu tính mệnh bởi vậy đế chiếu lưu lại đạo thiên tỷ định ra tiên đế thay mặt hỗn nguyên tiên triều thụ kiếp quy củ hỗn nguyên vũ trụ thọ nguyên cực kỳ dài lâu qua hơn một ngàn ức năm mới thọ chung đế chiếu tại vị thời gian có 60 tỷ năm. Đế chiếu đằng sau đế vọng, tại vị thời gian liền chỉ có 30 tỷ năm. Đằng sau lịch đại tiên đế, tại vị thời gian liền càng lúc càng ngắn. Đến ta thế hệ này, ta tại vị ức năm, hỗn nguyên tiên triều liền muốn triệt để kiếp diệt. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, nói trận này tịch diệt kiếp quy mô cùng uy lực to lớn, hẳn là hỗn độn hải từ ngàn xưa chi không có. Đến hàng vạn mà tính vũ trụ đồng thời chôn vùi, đồng thời ngã vào tịch diệt bên trong, đồng thời táng thân tại một cái cự đại tịch diệt hồng nguyên bên trong hai người đang khi nói chuyện đi vào đế hiên ngọc quan trước hứa ứng truy vấn tại sao lại xuất hiện loại hiện tượng này thói quen khó sửa đế thần nói ta cũng suy tư qua vấn đề này hỗn nguyên tiên chiều tồn tại thời gian quá xa xưa quái vật khổng lồ này bên trong có quá nhiều cổ lão thế gia quá nhiều bất thế gia cao thủ đạo chủ bất hủ khắp nơi trên đất bọn hắn bất tử bất diệt giống như là nằm sấp trên hỗn nguyên vũ trụ u ác tính hỗn nguyên vũ trụ kiếp vận càng ngày càng sâu, càng ngày càng mạnh, bởi vậy thói quen khó sửa. Hắn đối với tần khắc dụng làm như không thấy, đi cả nhắc hướng đế hiên trong quan tài ngọc nhìn thoáng qua, cười nói quả là thế. chương 1706, quả là thế, hứa ứng đi vào trước mặt, cũng nhón chân lên, hướng trong quan tài ngọc nhìn lại, không khỏi ngơ ngẩn. Chỉ gặp trong quan tài ngọc cũng không đế hiên chi thi, chỉ có một điểm thiêu đốt lên tịch diệt thiên hỏa, thiên hỏa phía dưới là một cái hình người cho tàn, thiên hỏa ở vào trái tim vị trí, ung dung thiêu đốt. Đóa này thiên hỏa đã thiêu đốt không biết mấy trăm triệu năm, vậy mà không có đốt sạch xu thế. Đế Hiên, cuối cùng vẫn là không thể gánh vác được hỗn nguyên tiên triều tịch diệt kiếp, thay thế hỗn nguyên tiên triều tịch diệt. Trong quan tài chỉ còn lại có hỗn nguyên tiên đế tinh thần. Vừa mới hứa ứng nhìn thấy đạo tấn lộ bên trên dị tược, chính là đế hiên tinh thần đối với hứa ứng phát động công kích. Nói như vậy, mặt khác hỗn nguyên tiên đế trong đế quan, cũng không có tiên đế thi thể, chỉ còn lại có tịch diệt thiên hỏa cùng bất diệt tinh thần. Hứa ưng ánh mắt chấp động, thầm nghĩ, đế tộc dơ lên đế quan đến đây, dự định bằng vào chư đế tinh thần đến trấn áp đế thần A. Không đúng, bọn hắn là dự định mượn hỗn nguyên đạo thiên tỷ uy lực, đến chân áp đế thần. Đáng tiếc là, bọn hắn không biết hỗn nguyên đạo thiên tỷ đã bị hủy. Bất quá, hắn khẽ nhíu mày, từ đạo hôi nhìn lại, đế hiên hẳn là nằm tại đế quan bên trong, đốt thành cho bụi. Tịch diệt kiếp cố nhiên vô cùng kinh khủng, thế nhưng là đế hiên bực này cuối của đại đạo lại không làm mảy may chống cự a đế thần thanh âm truyền đến hứa đạo hữu phải chăng chú ý tới đế hiên đỉnh đầu vị trí hứa ứng hướng cái kia hình người cho tàn đỉnh đầu nhìn lại nao nao chỉ gặp nơi đó có một khối tiên ấn bộ dáng chống không khu vực đế thần buồn bã nói thế nhân đều biết hỗn nguyên tiên đế nghĩa bạc phân thiên thay mặt hỗn nguyên tiên triều thụ kiếp cứu vớt lê dân cứu vớt chúng sinh cứu vớt đến hàng vạn mà tính vũ trụ vô tận sinh mệnh nhưng mà thế nhân như thế nào lại biết, mặc cho ngươi là khoáng cổ Tuyệt Kim đại đế, mặc cho ngươi là tuyệt thế vô song cuối của đại đạo, cũng không chịu nổi Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ một ấn chi uy. Hứa ứng lập tức minh bạch hàn ý tứ, Đế Hiên thay mặt Hỗn Nguyên Tiên triều thủ kiếp, đem tiên triều vô số vũ trụ kiếp vận đặt vào tự thân, đây là xả thân lấy nghĩa. Nhưng Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ xuất hiện tại Đế Hiên đỉnh đầu, liền cho thấy trận này xả thân lấy nghĩa, có lẽ cũng không phải là chân chính xả thân lấy nghĩa rất có thể là đế hiên khi đó cũng không muốn xả thân lấy nghĩa, mà là hỗn nguyên đạo thiên tỷ trấn áp đế hiên, khiến cho hắn không thể không xả thân lấy nghĩa. Cứ thế mà suy ra, có lẽ năm đó mỗi một cái tiên đế chết, đều chẳng phải thuần túy. Đế thần nụ cười trên mặt quét sạch sành xanh, sắc mặt nghiêm nghị, hướng ngọc quan kia bái một cái, nói, người ta mặc dù cùng là hỗn nguyên tiên đế, nhưng người dù sao cứu được hỗn nguyên tiên triều, vì tiên triều kéo dài tính mạng. Nếu là không có nghĩa cử của ngươi, cũng không có khả năng có ta sinh ra, càng không khả năng có ta hôm nay chi thành tựu. Hắn thẳng lên thân eo, đem ngọc quan khép lại, đột nhiên, Túc Hồng Ngọc lớn tiếng nói, đế thần bệ hạ, người nếu ghi nhớ lấy lịch đại tiên đế ân tình, nên vì tiên triều kéo dài tính mạng, tựa như lịch đại hỗn nguyên tiên đế đồng dạng, lấy thân thù kiếp. Hoài An Quân, Vân Bác Hầu bọn người đại khủng, vội vàng hướng nàng chớp mắt, ra hiệu nàng không thể nói thêm gì đi nữa. Đế thần cũng không động thủ, vẻn vẹn thể hiện ra chính mình cuối của đại đạo, liền đem bọn hắn tất cả mọi người vây khốn, biến thành đợi làm thịt cừu non. Thực lực thế này, đã siêu việt lịch đại tiên đế, thực sự khủng bố. Túc Hồng Ngọc nếu là đắc tội hắn, chỉ sợ hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể muốn Túc Hồng Ngọc tính mệnh. Túc Hồng Ngọc đối bọn hắn ra hiệu làm như không thấy, tiếp tục lớn tiếng nói, nói như vậy, người coi như vẫn lạc, cũng sẽ vĩnh viễn sống ở thế nhân trong lòng, tất cả mọi người nhớ tới người tốt. Hậu thế tất cả mọi người đưa ngươi ghi khắc, ngươi sẽ cùng chư đế nổi danh, thế nhân đối với người tế tự vĩnh hằng bất diệt. Đế thần lắc đầu, mỉm cười nói, sống ở thế nhân trong lòng. Người đời sau ghi khắc ta, thế nhân cùng người đời sau tính là thứ gì, là của ta huyết mạch, vẫn là của ta trí thân. Cũng xứng để cho ta đường đường hỗn nguyên tiên đế vì bọn họ mất mạng. Ống tay áo của hắn chấn động, ngạo nghễ nói, bọn hắn cái nào có sự thành tựu của ta cao. Cái nào có tính mạng của ta chân quý, cái nào giá trị siêu việt ta, sự thành tựu của ta, siêu việt lịch đại tiên đế liền xem như đế chiếu cũng đối với ta theo không kịp ta vì sao muốn hy sinh ta đi vì bọn họ kéo dài tính mạng túc hồng ngọc tức giận quát ngươi tại trở thành tiên đế một khắc này cũng đã tiếp nhận tiên đế nhất định phải là hỗn nguyên tiên triều thụ kiếp điều kiện bây giờ vì sao lật lỏng đế thần người đạo hạnh có thiếu đạo tâm có thẹn không xứng làm hỗn nguyên tiên đế đế thần nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống lấy hắn thực lực hôm nay thậm chí không cần đưa tay liền có thể diệt đi Túc Hồng Ngọc, diệt đi đế chiếu cựu triều vương hầu tướng lĩnh. Thậm chí, xóa đi đế chiếu, nhưng hắn không có giết chết Túc Hồng Ngọc, bởi vì năm đó hắn trở thành tiên đế, hoàn toàn chính xác đáp ứng điều kiện này. Không sai, đạo tâm của ta có thua thiệt, đế thần thoải mái thừa nhận điểm này, nói, năm đó ta đích xác đáp ứng muốn thay Hỗn Nguyên Tiên triều thủ kiếp, giải cứu tiên triều ngàn vạn vũ trụ chúng sinh, không để cho bọn hắn ứng kiếp. Ta hướng Hỗn Nguyên đạo thiên tỷ thề, nếu là vi phạm lời thề đạo thiên tỷ liền sẽ đem ta chấn áp chu sát. Trong lúc bất chợt, tất cả mọi người từ đạo tẫn lộ bên trên trong dị tượng giải thoát đi ra, riêng phần mình như được đại xá. Túc Hồng Ngọc gặp hắn thừa nhận qua sai, ngữ khí hòa hoãn lại, ôn nhu nói, người nếu biết ngươi sai, sao không đổi chi. Người bây giờ thay mặt hốn nguyên tiên triều thụ kiếp, người vẫn như cũ là quang mang chiếu Giỏi hốn độn hải hốn nguyên đại đế. Đế thần đánh gãy nàng, ngạo nghễ nói, ta chỉ là vi phạm lời thề, nhưng ta không có sai. Lịch đại tiên đế, bất quá là ngu rốt hạng người, hạng người vô năng, bọn hắn có tài đức gì, để chấm giống như bọn hắn hạ tràng. Liền xem như hỗn nguyên đạo thiên tỷ, cũng không phải đối thủ của ta. Ta không giải quyết được hỗn nguyên tiên triều kiếp phận, nhưng giải quyết hỗn nguyên đạo thiên tỷ, nhưng vẫn là có thể làm được. Túc Hồng Ngọc trong lòng chợt lạnh, những người khác còn không biết hỗn nguyên đạo thiên tỷ đã hủy, vừa sợ vừa giận, nhao nhao gầm thét đế thần, quát lớn hắn đại nghịch bất đạo, cuồng vọng vô biên. Túc Hồng Ngọc lại là sắc mặt trắng bệch, hứa ứng mặc dù nói cho bọn hắn, đạo thiên tỷ đã hủy, bọn hắn cũng nghiệm chứng điểm này, nhưng là đế thần tự mình nói ra giải quyết đạo thiên tỷ, hay là phá vỡ trong nội tâm nàng hết thảy huyễn tưởng. Tế lên đế quan, cưỡng ép bước thoái vị, cùng hắn cá chết lưới rách, không biết được hay không thông. Túc Hồng Ngọc nhớ tới vừa mới đế thần đạo tấn lộ bên trên đáng sợ tình hình, lập tức phủ định ý nghĩ của mình, liền xem như cá chết lưới rách, cũng chỉ là bọn hắn chết bọn hắn lưới rách, căn bản không làm gì được đế thần mảy may. Đế thần thực lực tu vi làm sao tăng lên như vậy chi cự. Nàng lòng sinh tuyệt vọng, lúc trước đế thần, cố nhiên là vô địch thiên hạ, là tuyệt thế vô song cao thủ, nhưng thế gian còn có không ít cao thủ, cũng là cuối của đại đạo, có thể ngăn được hắn. Nhưng bây giờ, chỉ sợ những cái kia ẩn cư tị thế đạo tấn liên thủ, cũng không thể làm sao đế thần mảy may. Đế thần thực lực sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, hơn phân nửa là bởi vì hỗn nguyên đạo thiên tỷ. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, đế thần bước chân, hướng túc hồng ngọc đi tới, hứa ứng nhắm mắt theo đuôi, đi theo bên cạnh hắn. Hai người một trước một sau, bất quá một lát liền tới đến túc hồng ngọc trước mặt, dừng bước lại. Túc hồng ngọc thần thái khẩn trương, lập tức thản nhiên, không có lo được lo mất suy nghĩ. Ở trước mặt đế thần, chống cự không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đế chiếu hậu nhân, so mặt khác tiên đế hậu nhân tốt lên rất nhiều, không hổ là sơ đế thế gia. Đế thần dò xét túc hồng ngọc một phen, tán thưởng liên tục, chuyển biến chủ đề, nói, hứa đạo hiếu, ta tại luyện hóa đạo thiên tỷ thời điểm liền đang nghĩ, nếu ta là đế chiếu, ta gặp phải tịch diệt hạo kiếp, ta sẽ làm như thế nào? Hiện tại ta đến hỏi ngươi, ngươi nếu là đế chiếu, ngươi làm thế nào? Hứa ứng suy tư một lát, nói ta sẽ tìm cầu cứu hỗn nguyên vũ trụ pháp môn, sẽ rời đi hỗn nguyên vũ trụ, đi hỗn độn hải địa phương khác, tìm kiếm đại đạo chi chân thực, lại đến giải cứu. Đế thần lắc đầu nói, tìm kiếm đại đạo chi chân thực. Mục tiêu này quá hùng vĩ. Đạo Minh ức vạn năm đến một mực tìm kiếm đại đạo chi chân thực, không phải cũng là không có tìm được. Biện pháp này cũng không phải là giải cứu hỗn nguyên vũ trụ pháp môn. Mà lại, người không có căn cứ vào hỗn nguyên vũ trụ để suy nghĩ. Hứa ứng đem chính mình đưa vào đến đế chiếu thị giác bên trong, nói ta nếu là đế chiếu, ta hùng tài vĩ lược, có siêu tuyệt trí tuệ, nắm giữ lấy vô thượng quyền lực, ta liền sẽ, liền sẽ. chương 1707, hắn sắc mặt cổ quái, mà xui quỷ khiến nói, thiết hạ một cái thu hoạch cái bẫy. Trong cục này, chúng sinh, tu sĩ, vũ trụ, hết thảy không phải ta thu hoạch mục tiêu. Ta thu hoạch mục tiêu là những cái kia cùng ta một dạng cường đại, một dạng tu thành cuối của đại đạo tồn tại. Sắc mặt của hắn càng cổ quái, nhớ tới nguyên thú thế giới, nói chỉ có thu hoạch loại tồn tại này mới có thể để cho đạo pháp của ta tiến thêm một bước, mới có thể để cho ta càng thêm tiếp cận đại đạo chi chân thực. Ta sẽ lưu lại một khối Hỗn Nguyên Đạo Thiên Tỷ làm hỗn nguyên tiên đế biểu tượng hắn nói đến đây đế thần tiếp nhận hắn tiếp tục nói ta có thể dùng đại nghĩa danh nghĩa để một đời mới hỗn nguyên tiên đế đem đạo pháp của mình lạc ấn trên hỗn nguyên đạo thiên tỷ dùng đại nghĩa danh nghĩa để một đời mới tiên đế chủ động thay thế hỗn nguyên tiên triều thủ kiếp coi như tiên đế mới không thủ kiếp cũng có thể hỗn nguyên đạo thiên tỷ uy lực đã viễn siêu chư đế chấn áp bọn hắn để bọn hắn thủ kiếp hứa ứng phun ra một ngụm trọc khí nói mà ta giả chết thoát thân Thông qua hỗn nguyên đạo thiên tỷ thu gặt lấy nhiều đời hỗn nguyên tiên đế thu hoạch trí tuệ của bọn hắn đạo pháp của bọn họ tu vi thực lực của ta càng ngày càng mạnh càng ngày càng tiếp cận đại đạo chi chân thực. Đế thần nói ta nếu là đế chiếu ta sẽ dùng loại biện pháp này. Hứa ứng cười nói ta sẽ không. Đế thần liếc nhìn hắn một cái nói người vừa rồi đem loại biện pháp này nói đến đạo lý rõ ràng người sẽ không sẽ không. Hứa ứng lắc đầu quả quyết nói ta đã được chứng kiến rất nhiều tương tự thu hoạch. Ta quả quyết sẽ không dùng loại phương pháp này đi thu hoạch người khác. Đế thần ánh mắt kỳ dị, cười nói, đại nhân vật không hổ là đại nhân vật, nói chuyện chính là có khí phách. Bất quá người sẽ không, không có nghĩa là ta sẽ không, càng không có nghĩa là đế chiếu sẽ không. Ống tay áo của hắn phất một cái, đột nhiên đế chiếu quan tài tầng thứ nhất phong cấm mở ra, bên trong đồng quan bay ra, lập tức đồng quan mở ra, ngân quan bay ra. Ngươi làm cái gì, túc hồng ngọc tỉnh ngộ lại, vừa sợ vừa giật, hướng đế thần quát hoài an quân vân bác hầu bọn người đối với đế chiếu trung thành tuyệt đối gặp tình hình này cũng khó nhịn nhịn lúc này xuất thủ hướng đế thần công tới nhưng mà bọn hắn xuất thủ một khắc này liền phát giác chính mình bất luận thần thông nào cùng đế thần khoảng cách đều tại càng ngày càng xa bọn hắn thần thông căn bản là không có cách chạm đến đế thần tu vi của bọn hắn hùng hồn đến cực điểm đến gần vô hạn cuối của đại đạo tồn tại nhưng mà cho dù bọn hắn pháp lực lại hùng hồn cũng không bằng đế thần pháp lực hùng hồn bọn hắn thần thông tinh diệu nữa, cũng không bằng đế thần thần thông tinh diệu. Bọn hắn tu luyện nhiều loại đại đạo, thực lực tổng hợp tiếp cận cuối của đại đạo, mà đế thần lại là đứng tại bọn hắn tu luyện tất cả đại đạo nơi cuối cùng. Ngắn ngủi một lát, đế chiếu cuối cùng nhất trọng ngọc quan xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cuối cùng nhất trọng quan tài mặc dù chưa mở ra, nhưng trong quan tài đã có nặng nề không gì sánh được đạo tấn chịu uy tràn ngập tại chỗ, nhét đầy hư không. Túc Hồng Ngọc lạnh lùng nói, đế thần, người đã cảm ứng được tiên tổ khí thức, còn nhất định phải mở ra quan tài quấy nhiễu lão nhân ra ông ta thi thể A. À. Ngươi nhất định phải làm như thế tuyệt A. À. Hứa ứng cũng cảm ứng được đạo tấn vô tận đạo uy, cỗ uy năng này là hồng mông đạo tấn uy năng, tuyệt đối không có sai lầm. Mặc dù hắn cũng hoài nghi đế chiếu cái chết khả năng có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng hỗn nguyên tiên triều truyền thừa có thứ tự, lịch đại tiên đế là kéo dài hỗn nguyên tiên triều mà chủ động thụ kiếp chịu chết, tinh thần cỡ nào vĩ ngạn. Hắn tình nguyện tin tưởng đế chiếu đã chết, trong quan tài chỉ là đế chiếu bị đốt thành cho tàn,